Quý vị lấy mắt nhìn quanh, thấy đây là cái căn nhà có bàn có ghế. Quý vị bước ra ngoài sân, quý vị nhìn ra đường, quý vị thấy xe cộ, nhà cửa, cây cối đủ thứ hết. Rồi bây giờ các vị nghe nói rằng là thế giới này chỉ gồm trong các cảm thọ, quý vị rất là khó chịu. Khó chịu là vì sao kỳ vậy, nghe hiểu không? Rõ ràng là tôi thấy có cây cỏ đất đá chim muôn súc vật con người, tôi thấy đủ thứ hết. Rồi giờ đi nói tôi là thế giới này nó như gồm ở trong các cái cảm giác thôi thì có kỳ hay không? Thì nó như thế này, tôi hỏi bà con như trước khi mà cái Houston này nó có người ta về ở, nó là cái gì, đúng không? Đâu bây giờ trước khi người ta về ở là gì, mất trống, có chỗ là trống, có chỗ là rờn. Rồi do người ta tính toán như thế nào đó mà người ta lên cái phóng đường, đúng không? Như vậy thì cái phóng đường đó có phải là do cảm xúc của người thì của con người không, thấy không? Ví dụ như mình thấy người ta bài trí cái khu mà Galleria đó, nó không giống như cái khu Bel Air. Tại sao vậy? Vì có người họ muốn, họ muốn làm gì đó, chứ phải trên trời tự nhiên ngủ dậy sáng cái là có, không phải. Và do có người là họ muốn làm như vậy, họ thấy làm như vậy nó vui, họ làm gì họ thấy thích thì mới làm chứ, đúng không? Ví dụ như mình thấy chùa Pháp Luân chẳng hạn, hay là chùa Việt Nam ở Sài Gòn chẳng hạn, thì không phải khơi khơi mà mình ngủ dậy cái chùa thành vậy, mà do chẳng hạn như do vị trụ trì chẳng hạn, do vị trụ trì và do cái ban gọi là ban cố vấn, người ta thấy rằng làm như vậy thì nó đẹp hơn. Thì chính vì vậy cho nên nó mới ra cái tình trạng là cái chùa Pháp Luân mới ra vậy đó, là chùa Liên Hoa của Hòa Thượng Quyền Viên ra vậy đó, là chùa Phật Giáo Việt Nam của ông Nguyên Anh nó ra vậy đó, đó. Là nó do người sắp xếp. Rồi một chuyện nhỏ nữa là tại sao ở đây có người thì mặc áo màu lam, có người mặc áo màu vàng. Bây giờ thấy mặc màu vàng họ cảm thấy thoải mái hơn, họ thấy màu lam họ thấy thoải mái hơn, ví dụ như vậy. Có nghĩa là vì lý do nào tôi không biết, nhưng mà tại sao cái cô áo lam này cũng không mặc áo tím mà chưa có mặc áo đó, thì đây đó là vấn đề cảm thọ. À, còn cái gì đưa lý do thì cũng không cần biết, mà tôi chỉ gom gọn là cảm thọ. À, chứ bây giờ nếu các vị nói không, tại vì luật giới luật phải quy định như vậy đó, tôi phải mặc như vậy, thì tôi hỏi thêm nữa, tại sao các vị chọn cái đường tu mà các vị không ở ngoài đời để mặc áo tím, thấy không? Vì các vị thích tu, các vị thấy đường tu nó hay, các vị mới chọn đường tu. Và khi chọn đường tu thì các vị phải mặc cái màu đó. Như vậy thì các vị thấy từ cái gọng kiến quý vị đeo trên gương mặt, cho tới cái đồng hồ, cho tới cái túi sách bóp đồng, hay là đôi dép, hay là sợi dây nịt, sợi dây chuyền, chiếc nhẫn, tất cả nó đều đi ra từ cái chuyện chọn lựa của mình, nghe kịp không? Như vậy thế giới này nó là thế giới của cảm xúc là như vậy đó, chưa hết. Các vị biết cái này mới bị mê thi khiếp. Các vị có nghe người ta nói chăn êm nệm ấm không? Có nghe mấy kiểu quần là áo lụa không? Nếu tôi không lầm thì có nhiều loài động vật nó không có thích bốn cái dịch dựng đó, đúng không ta? Ví dụ như bây giờ mình bắt con cá bỏ lên chăn em nệm mắm, nó có chịu không? Hiểu chưa? Các bạn biết con giun không? Giun đất biết không? Con giun mà cái gì bỏ nó lên trên cái chỗ mà quần là áo lụa nó chịu nổi không? Liền nó xuống với đất sình lại lại dơ dơ ẩm ẩm đó, mà nó lại khoái. Chứ bây giờ cũng gì lấy một cái miếng vải siêu thiệt là đắt tiền, siêu ý á, điều gì thả con giun lên đó, tôi chắc là trong vòng chừng vài tiếng nó phải chết thôi, đúng chưa? Như vậy rõ ràng là mình thấy rằng chính cái sở thích của chúng sinh, cái này trong tăng chi cái Phật dạy đó, do cái ái sai biệt. Sai biệt cái đây có nghĩa là khác nhau á, do cái mỗi người có một kiểu thích khác nhau, có một cái kiểu cảm giác khác nhau, cho nên chúng ta mới chọn cái lối sống khác nhau. Và ở trong cái chọn đó nó lại có nhiều cái khía cạnh rối rắm trong đó nữa. Có người họ chọn đúng cái họ thích, nhưng có người không có điều kiện chọn cái mình thích thì họ chọn cái tương tự cái mình thích, gần gần nghe kể luôn. Cho nên mình thấy người đó mặc cái áo màu trắng nó chưa chắc là cái họ thích nhất, nhưng mà tại vì họ không có khả năng mua cái họ thích nhất, cho nên họ mua cái gần giống với cái họ thích nhất. À, như vậy thì các vị thấy nội và cái thích nó đã khác nhau, rồi cái điều kiện nó lại khác nhau, cho nên toàn bộ vũ trụ này nó nằm ở trong hai cái chữ, đó là cái chữ lý do và điều kiện.
sáng nay tôi giảng về hai chữ này, tôi cố ý tôi giảng thật là sâu. Và tôi nói cái bị buồn tôi cũng nói. Có nhiều khi tôi đi giảng về nhìn cái mặt mấy người ngồi trước mặt nó, họ đơ quá đi. Họ thờ ơ, thì tôi chỉ còn trông cậy vào những người ở phương xa họ đang theo dõi chỉ vậy thôi. Sáng nay tôi muốn bàn sâu về hai cái chữ lý do và điều kiện. Hai chữ đó ở đây ai cũng có nghe rồi phải không? Nhưng mà có bao giờ mình ngờ rằng hai cái chữ đó nó quyết định toàn bộ cái thế giới này. Lý do là sao? Tại sao anh có mặt ở đây? Đó là lý do. Để kịp không? Còn cái điều kiện, khi mà mình có cùng cái lý do để mình có mặt ở Houston, nhiều khi có mặt ở Houston rồi thì cái điều kiện mà mình sống ở Houston có giống nhau không? Khác nhau phải không? Yeah, khác nhau chứ. Cái lý do tại sao mình có mặt ở trên cuộc đời này á là đã thấy khác nhau rồi. Tại sao cũng có mặt trên đời này đó, nhưng mà có người thì họ thích tu hành, rồi có người thì họ thích hưởng thụ, có người thích yêu đương, có người thích ăn uống, có người thích rong chơi, đúng không? Tất cả những cái đó là những cái lý do để mình sanh tử. Và trong kinh nói rất rõ, cái lý do khác nhau thì cái chỗ đến cũng khác nhau. Hả? Yeah. Tại sao cô này, cô Vi Nga này, cô thấy tầng nào bà cũng đi Dallas đó? Thì bà có lý do để bà đi Dallas. Còn cái cô Loan này là tầng nào cũng đi Austin đó, bởi vì bà có lý do đi Austin. Tôi cũng có lý do đi Austin. Lý do tôi cũng giống nhau. Nhưng mà nó khổ chỗ là cái điều kiện hai người khác nhau, đúng không? Cho nên chúng ta tiếp tục sống bằng phiền não. Tôi nói thiệt là chậm. Chúng ta tiếp tục sống bằng phiền não thì chúng ta tiếp tục có lý do để sanh tử. Đúng chưa? Nhưng mà cái điều kiện sanh tử khác hay giống? Ai giữ giới nhiều thì cái điều kiện sanh tử không giống người không có giới. Ai bố thí nhiều thì điều kiện sanh tử không giống người không có bố thí. Có hiểu chỗ này không ta? Sáng nay bây giờ cũng thấy hai chữ nó quan trọng. Tôi là quý vị là đêm bữa lát tôi về Bà Rịa Vũng Tàu, tôi biết hai chữ lý do và điều kiện, tôi viết trên xe tôi bảo vì hai đó rất là quan trọng. Vì đâu tôi có mặt ở đây, đó là một chuyện. Nhưng mà tôi có mặt ở đây trong cái hoàn cảnh, trong cái điều kiện như thế nào? Để làm cứ nhớ câu này. Do có phước báo mình sanh về các cõi nhân thiên, đó là cái lý do. Nhưng mà sanh về các cõi nhân thiên rồi, cái điều kiện sống của mình nó ra làm sao, thì đó lại là chuyện khác. Bây giờ do tôi chán dục, tôi đắc thiền, đó là lý do để tôi sanh về cõi phần thiên. Nhưng mà cái đó mới lý do, là còn điều kiện. Nếu tôi là người lợi căn có trí nhiều, cái khả năng ly dục của tôi nó mạnh, thì khi tôi về phẩm thiên rồi đó, tôi chết rồi tôi sẽ tiếp tục đi lên các cõi phẩm thiên khá cao hơn. Và khi Phật ra đời tôi xuống nghe pháp. Còn quý vị yếu quá, quý vị một là không có khả năng ly dục, không có khả năng đắc thiền để về các cõi phẩm thiên. Mà thứ hai là nếu mà có sống hết tuổi thọ thì cõi phẩm thiên có bị rớt trở lại thì cõi dục, cũng trở lại với kiếp dung dế côn trùng nữa, hiểu không? Cho nên tôi nhắc lại, có hai cái chữ rất là quan trọng ở trong cái cuộc sanh tử luân hồi, đó là chữ lý do và điều kiện. Suốt một ngày có ai đã hỏi quý vị đi chùa làm cái gì, lại đây học giáo lý làm cái gì, quý vị nói tôi đang chuẩn bị cho hai cái chữ lý do và điều kiện. Lý do là tôi sẽ đi về đâu, tại sao tôi phải trở lại cõi người, tại sao tôi phải gặp Đức Phật, tại sao tôi phải nghe pháp, đó là lý do. Còn cái chuyện tại sao tôi phải làm các công đức, bởi vì tôi đang đào tạo điều kiện, lý do và điều kiện nha. Bây giờ quý vị phải đồng ý với tôi một chuyện, có nhiều chuyện trên đời này nó có lý do để thực hiện nhưng mà nó không có điều kiện để thực hiện, có không ạ? Có không? Rồi có nhiều cái chuyện mình có điều kiện thực hiện nhưng mình không có lý do. Tôi hỏi các vị vậy chứ bây giờ với cái sức mức sức tài chính của tôi có thể mua, tôi vô con bạc tôi mua cái cần câu tôi đi câu một cuối tuần không? Nhưng mà tôi có lý do không? Nhưng mà điều kiện tôi có. Nhớ chưa? Như vậy trong đời sống mình cái thời giảng sáng nay nó rất là sâu, nó sâu cho hành giả, tức là hành giả nhớ lên đây. Ta đang có điều kiện để làm chuyện gì? Và ta có lý do để làm chuyện gì? Và trong những cái chuyện mà ta có lý do để ta làm, ta có đủ điều kiện để thực hiện hay không? Và trong những cái chuyện mà ta có điều kiện đó, ta có lý do để thực hiện hay không? Có hiểu không?
vậy đời sống là chỉ là lý do và điều kiện thôi. À, tôi giàu, tôi đẹp, đó là điều kiện sống. Nhưng mà nó có phải là cái lý do để tôi có mặt trên đời này không? Cạn lắm. Tôi giàu, tôi đẹp, tôi khỏe, tôi phải lấy cái đó, đó để mà làm nó làm cái điều kiện cho chuyện tu học kìa. Chứ nếu mà tôi giàu, tôi đẹp mà tôi lấy cái đó là làm cái điều kiện cho chuyện tào lao á, thì tôi đang sống một đời sống vô lý. Nhận kịp không? Cho nên mới quay lại cái bài giảng sáng nay là bài giảng về cảm thọ. Đức Phật cái giải là toàn bộ thế giới này là cái thế giới của cảm giác thôi. Bây giờ tôi nói chỉ cảm thọ mà con nghe lạ lắm, vì tôi nói thế giới của cảm giác. Tại sao cái cô đó sáng nay cô đổi tông, cô mặc quần đen, áo trắng, bởi vì bà thấy mặt hai cái đó nó làm cho bà có cái thoải mái. Anh kịp không? Tại sao bữa nay mình ăn rau luộc? Tại vì mình thấy cái món đó nó làm cho mình thoải mái. Thấy chưa? Thế giới này chỉ có cảm xúc, của cảm giác. Tại sao mà mình ngồi mình phải lấy đồ mình lót ở dưới? Bây giờ nó cho mình sự thoải mái, cảm giác đúng không? Và toàn bộ có người hồi chưa biết đạo đó thì họ thấy rằng cái đời sống khắc kỷ khép mình của một người tu đó, làm cho họ khó chịu. Nhưng khi mình là người Phật tử, mình có giới, có tu tập, có học giáo lý, thì mình thấy cái sự khép mình, sự khắc kỷ đó là cái làm cho mình cảm thấy thoải mái, hiểu không? Ví dụ như các vị cảm giác đi, chiều vậy đó, chiều tối phải mặc mũi phấn son, quần lão lụa, leo xe đi chơi, hát karaoke, nhậu nhẹt, nhảy đầm, đánh bài với bạn tới khuya 1-2 giờ sáng mới về. Có người thấy đó là sự thoải mái, sự dễ chịu. Nhưng nếu một ngày nào đó mà quý vị vì hoàn cảnh mà quý vị đi một đêm như là tôi nói đó, cô Loan cảm thấy thoải mái không? Thôi nghe sợ rồi. Hiểu không? Tức là chiều vậy là phải quần lão lụa rồi hẹn với mấy đứa mà tóc hai màu đó, xỏ môi xỏ mũi vậy đó, rồi lên xe mở nhạc giật lắc qua lắc lại, rồi nó đưa tới chỗ mà đèn chớp chớp và nhạc tình tình rồi nhảy ôm nhau cuồng loạn, uống thứ miếng nữa tới khuya vậy đó, rồi ra ngoài ối mửa, rồi đứa này kè sóc đứa kia lên xe, rồi thả trước nhà rồi kêu bà quỳnh ra kéo vô cạo gió làm khăn ấm nước chanh, ối mửa đầy nhà. Cái khoảng chuyện từng lẽ sao làm chập nữa, thì nếu mà cụ Tuyết mà cụ biết thì chắc cũng tự tử luôn. Hiểu không? Nó nản lắm. Nhưng mà có người gọi là khoái cái đó. Vì sao? Vì thế giới là sự chọn lựa. Con đã từng xuống tóc với xương nhỏ thoải mái dễ sợ. Nhưng mà bây giờ có thấy có tóc thoải mái hơn cho nên con mới để lại. Tôi thù nhất là cái gì? Có bữa đó có mấy người họ cái gì cũng tại cái nghiệp xưa, bây giờ cái đời con nó vậy cho nên con phải trả. Tôi ghét quá tôi mới nói, tại nhà của tâm niệm. Tại đó có một cô của thiện còn đẹp, chồng mới chết. Rồi cô nói tôi đừng có về chùa ở, mà cứ giảng xong về nhà cổ ở. Trong nhà chỉ có hai đứa thôi. Rồi tối cô nấu cháo khuya cho tôi ăn. Rồi tôi đi giảng tôi mệt, tối về tôi cậu gió qua cậu gió lại vậy đó. À, xong bởi vì tôi bảo tôi mà Phật tử thì nó không có được sơn, không có đâu, tôi nói không, thì cái nghiệp của tôi phải trả mà. Nếu mà quý vị thấy đó là cái nghiệp thì tôi hứa tôi sẽ đi trả. Bữa nào tôi sẽ liên lạc bả liền để tôi đi trả nghiệp. Muốn để tóc thì nói đại ra để tóc, thì cái nghiệp tôi thù nhất là cái nghiệp. Chưa đủ nữa. Nghiệp. Để tôi liên lạc, tôi đi cho cô vừa bụng cô, tôi đi về nhà có đi tôi trải nghiệm. Tôi nhắn về chùa tiếng rồi, tôi nói giờ tối tôi cũng về chùa, tôi mới đi trải nghiệm. Rồi sáng nay bà lại mới đưa tôi lại đây này, sáng sớm rồi vô đây quần lão lụa thơm phức luôn. Rồi mình vô đây rồi mình trải khăn trắng rồi cho ngồi, rồi ngồi kế bên trải nghiệm. Ok, đời sống này là sự chọn lựa. Và như tôi nói rất là nhiều lần, có ba thứ nó đã tạo nên cái chọn lựa của chúng ta. Đời sống này nó chỉ là sự chọn lựa thôi. Và chính ba thứ sau đây nó tạo nên cái sự chọn lựa của chúng ta, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Chính ba cái đó nó mới là làm nên những cái chọn lựa của mỗi người. Chính ba cái đó nó làm cho các vị thấy thích cái này mà ghét cái kia. Và tôi nhớ ngày hôm qua tôi có nói một chuyện, đó là đừng coi thường cái mình ghét. Mình không biết đạo á thì mình thấy cái chuyện thích ghét là chuyện tự nhiên. Làm con người tôi phải thích cái này, tôi phải ghét cái kia, đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà vô trong Phật pháp rồi đó thì cả hai cái đó đều là lớn chuyện như nhau hết. Thứ nhất, do cái thích, mình theo đuổi cái thích thì chuyện gì mình cũng làm hết. Thứ hai, do cái ghét,
để giải quyết cái ghét thì có chừng chuyện gì mình cũng làm hết. Thí dụ như mình ghét ở cái khu da đen, mình muốn về khu da trắng. Mình không thích cái nhà chặt, mình thích cái nhà rộng. Mình thích cái rồi cái mình ghét cái nhà mà nó không có chân dọn, cho nên mình đã mua đồ mình về mình trưng bày. Nói chung là mình khổ là vì cái mình thích đã đành, mà mình cũng khổ vì cả cái mình ghét. Và mỗi người mình đều có khả năng trở thành nô lệ cho cả hai thứ thích và ghét. Và trong cái bài giảng sáng nay tôi nói là cái cảm thọ đó là chỗ đó, cảm thọ. Chính vì cái khó chịu và dễ chịu mà nó đã làm dựng nên cái thế giới này. Tin tôi đi, các bạn đi vào ở trong cái khu bảo tồn nhà cổ của Florida, biết ở bên Texas có cái đó không? Tức là có hả? Tức là họ cho mình coi lại cái khu mà ngày xưa người bộ lạc đó họ ở như thế nào, ngày xưa họ làm nhà bằng đất, rồi họ có những cái bếp lò như thế nào, rồi họ đi săn thú về, cái họ róc da, họ xẻ thịt, rồi họ ướp muối, rồi họ phơi khô cái con ngồi đó như thế nào. Rồi người ta cho mình coi là những cái đống củi mà người tiền sử họ đã đốt để mà họ sưởi, mà để họ nấu ăn, mà nướng thịt rồi đó. Thì mình thấy rằng toàn bộ thế giới này nó được xây dựng ở trên cái chữ thích và chữ ghét. Và mùa đông người ta phải đốt lửa vì người ta ghét lạnh, hiểu không? Vì ghét lạnh, vì thích ấm, cho nên mới có đống lửa đó. Còn vào mùa hè người ta có đốt lửa không? Phải đốt, vì người ta không thích ăn đồ sống, người ta muốn ăn đồ chín. Rồi hiểu không? Rồi vào mùa đông, ở vào mùa hè người ta có đốt lửa không? Có, ngoài cái chuyện để nấu ăn ban ngày thì họ còn lấy lửa ánh sáng ban đêm, vì họ không muốn sống, họ ghét bóng tối, họ thích ánh sáng. Các bạn nghe chưa? Cho nên mình nhìn một cái đống củi là mình đã thấy rồi. Một là họ ghét lạnh, họ thích ấm. Một là rồi họ ghét ăn đồ sống, họ thích ăn đồ chín. Rồi có cái đống lửa là bởi vì họ ghét bóng tối, họ thích ánh sáng. Bây giờ các vị nhìn quanh, bây giờ học mình mới hiểu. Bây giờ mình nhìn quanh ra đường toàn là do cái thích và cái ghét nó đã tạo nên Houston này, đúng không? Yeah. Yes. Do cái thích với ghét nó tạo lên. Bây giờ tôi nhìn với bị mặc đồ, nếu mình học giáo lý là mình nhìn qua nó, chỉ cái thích cái ghét nó tạo ra. Những cái cô đó, có một cô dự tính có mặc áo rất là đẹp, nhưng mà không phải là ai cũng thích giống cổ, hiểu chưa? Thí dụ như bây giờ mình đi đến, mình giữ một cái đám tang, mình nên mặc cái gì? Có thể mình mặc cái món mình không có thích, nhưng mà vì mình muốn cho mọi người xung quanh họ dễ chịu hoặc cho họ thích, cho mình mới mặc. Mình biết rồi, đi đám tang mặc đồ khác đám cưới phải không ta? Khác hả? Mình lại đám cưới mà mình mặc cái đồ đi đám tang hơi kỳ, mặc bộ đen thui lui vậy đó, đen tím tím trắng trắng, nhìn nó tăng tan sao nha. Cho nên Đức Phật ngày dạy rằng toàn bộ thế giới này khi cần thì có thể phân tách nó là thế giới của cảm xúc, của cảm thọ. Và cái này nghe cho kỹ nè, tùy thuộc vào cái ta thích là gì thì ta sẽ có cái hướng sống thích hợp với cái ta thích, và tùy thuộc vào cái ta ghét là cái gì thì ta sẽ có một cái hướng sống nó thích hợp với cái ta ghét. Bây giờ các vị thấy trong cái thích ghét nó đã mở đường đi về hai cõi siêu đọa chưa? Bây giờ nghe chưa? Yeah, lớn chuyện lắm. Có người cả ngày họ dồn rất là nhiều thời gian cho cái chuyện ăn mặc ở chân dọn. Tôi biết rất là nhiều bà con Phật tử nha, tôi đang nói Phật tử chứ còn không phải Phật tử là mình hết ý kiến luôn, Phật tử đó, mà cứ họ chờ cuối tuần họ về nấu ăn, họ chờ về cuối tuần họ dành hết thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Có người họ chờ cái ngày cuối tuần để họ ra vườn, họ mê làm vườn lắm. Có một bà cụ ở bên Jacksonville, tôi biết con có là bác sĩ mà bà mê làm vườn đến mức mà bà kéo ông con bác sĩ vào cùng cái bảo luôn, cứ là ông con nó lúc rảnh nó còn mạch là chạy về là cũng khiêng đất đào lỗ rồi căng dây kẽm rồi cắt bầu cắt bí mướp rồi chở ra giao cho mấy cái tiệm châu Á. Ông đâu có cần cái đó, nhưng mà ổng thấy mẹ thích rồi mẹ vui thì ổng làm, rồi cuối cùng ổng vui luôn. Ông rất là khoái, danh ổng là một người bác sĩ duy nhất ở Mỹ mà nhìn giống như bằng cổ đông nữa, do mình thích thôi. Có người thì ghiền nấu ăn đến mức mà nấu xong rồi gì mời bạn bè tới ăn, bạn bè nó bận quá năm tới họ phải vô họp rồi họ đi phát từ nhà, rồi ghiền quá rồi cho người ta không nhận nữa, họ nấu họ bỏ trong tủ đá một tủ rồi mua thêm tủ nữa để về nấu rồi nhét cái trong đó, bắt cả nhà ăn toàn rồi đồ đông đá không. Cái chuyện có thiệt, vì họ nghiện, họ lên cái nghiện nè,
Thì có người thợ rất là nghiện chân dọn nhà cửa. Là trong đời tu cũng vậy, có những vị tu sĩ bởi vì có cái cách nghiện khác nhau. Có vị thì thích vào thích ngồi thiền, có vị thì thích nghiên cứu, thích làm một sách, có vị thì thích hoạt động xã hội, có vị thì thích cúng kiến, cái đó có không? Rất là nặng về cúng kiến, thích cúng lắm. Cứ nghe Phật tử tới thang đó là con thằng Tèo lúc này hay khóc đêm cúng đi con. Rồi lúc này má con bá hai bực dọc quá cúng đi con. Sao ông chồng lúc này cũng dễ cũng hay gây quá thầy ơi cúng nữa. Họ moi ra đủ thứ Bồ Tát á, Bồ Tát nào để xài cho trường hợp nào, Phật nào để mình niệm trong cái trường hợp nào, thích mê cúng. Rồi có thầy thì rất thích việc xã hội, thích việc tổ chức, đó là trong chùa đó. Còn có những cái chùa mình thấy rằng họ có nặng về commercial, nghe kẹp luôn. Chùa mà vô mình chỉ thấy toàn là chè, xôi, đậu hũ, mì canh để bán. Thì dĩ nhiên có trường hợp chúng ta cần tài chánh để mà vận hành cái chùa, nhưng có trường hợp đó là cái đó nó đã qua khỏi mức cần thiết rồi, hiểu không? Vẫn tiếp tục theo đuổi. Thì tôi nhanh tôi chỉ không hề có cái ý gì phê phán ở đây, tôi chỉ nói cho bà con biết rằng dầu đã vào chùa rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi cái thích và cái ghét của mình. Cho nên cái thích cái ghét nó rất là quan trọng. Cho nên là nãy giờ tôi mở một cái đường rộng, tôi muốn nói rằng thế giới này nó được kiến tạo bởi cái thích và cái ghét của chúng sinh. Do thích mà người ta làm cái này cái kia, và do ghét cái gì đó mà người ta làm cái này cái kia. Do hai cái đó cộng lại nó làm nên cái thế giới. Và mỗi ngày chúng ta từng phút trôi qua, chúng ta nghĩ nhiều về cái gì, dầu nghĩ để ghét hay là nghĩ để thích, thì chính cái nghĩ nhiều đó là cái mà nặng lòng ấy, nó sẽ tạo ra một cái lối về cho chúng ta trong tương lai, chắc chắn như vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng cứ không có để đến khía cạnh này mà cứ nghĩ tu là với vô thí trì giới mà quên những cái phân tích này của Đức Phật ngày đặc biệt lắm. Ngày nói đủ cách cho tùy cái căn duyên của chúng sanh. Có lúc thì ngày hôm qua tôi hướng dẫn bà con là có lúc này nói thì cái cấu tạo trên thế giới này chỉ các món ăn thôi, đây gọi là tứ thực. Và bà con chưa có hiểu thâm ý tại sao mà tôi giảng cái loạt đề tài này trong lớp học lần này ở nhà của này, là bởi vì tôi muốn bà con học hết tất cả những cái phân tích của Đức Phật về thế giới, xong rồi tôi mới quay trở lại cái lớp duyên mà cô Tuyết cũng rất có đề nghị đó. Phải học cái lớp này trước là cái lớp duyên sau. Tại vì ví dụ như khi mình phân tích thế giới này nó qua các món ăn thì mai mốt mình mới học qua được cái phần mà gọi là Phật thực duyên, hiểu chưa? Tức là thế giới này được cấu tạo và được tác động bởi vô số điều kiện, tùy thuộc vào cái bản chất của điều kiện ấy mà cái lực đẩy đó nó có cái tên gì. Ví dụ như nhờ cái lực đẩy của bốn thứ thực phẩm mình học qua đó thì mình gọi đó là vật thực duyên. Rồi khi tôi giảng về các nghiệp thiện ác thì gọi là nghiệp duyên hay là nhân duyên, nghe kể không? Ví dụ như bây giờ nói cái đơn giản này, này có một cái công trình Việt Mỹ gì, lính Mỹ đến Việt ở Bel Air đó, có cái tượng đó nhớ không? Thì mình nói thế này, trong cái buổi bài diễn văn mà khách thành mình là ông chủ tịch cộng đồng lên nói thế này, cái công trình này được sự hỗ trợ từ các giới tôn giáo cộng đồng, rồi các văn nghệ sĩ, các cái giới thương nhân doanh nhân ở Houston. Mình nghe mình hiểu phải không? Tôn giáo là gì? Là gồm có sự hỗ trợ của các chùa, các nhà thờ, rồi còn từ cái cộng đồng, còn cái từ cái cộng đồng người Việt là ơi, là từ những cái hội đoàn không quân, hội đoàn cựu tù nhân chính trị gì đó. Rồi cái thứ ba đó là từ bà con tiểu thương, từ các bà con thương gia doanh nhân ở đây, tức là mấy bà chợ việc qua cho ông công cho tiền, rồi chưa kể là những thành phần trí thức như bác sĩ, kỹ sư, luật sư là cũng do tiền. Thì khi mình hiểu luật sư là cái gì, khi mình hiểu hội đoàn là cái gì thì mình mới hiểu như vậy thì hãy nhắc tới cái tên họ là mình biết họ là ai. Thì ở đây cũng vậy, ở trong thế giới này mọi thứ nó được hỗ trợ từ rất là nhiều cái lực đẩy, mà cái lực đẩy đó mình gọi là duyên. Và tùy thuộc vào cái lực đẩy đó là cái gì mà cái duyên đó nó mang tên tương đương, hiểu không? Hiểu không?
Tôi chỉ trông cậy mấy người ở xa thôi, chứ còn mấy người ở đây cũng thấy đơ hết trơn rồi nha. Rồi tôi đang nói về cái ba cái cảm thọ đó, cảm thọ lạc, khổ và xả. Còn nói rộng là năm thọ: khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Khổ ở đây đó, đó là cái cảm giác khó chịu của thân xác. Cảm giác khó chịu của thân xác được gọi là khổ. Cảm giác dễ chịu của thân á, thì gọi là lạc. Nhớ nha, tôi nói thiệt chậm. Khi mà thọ mà cái cảm giác mà được phân thành ba đó là khổ, lạc, xả đó, nó khác. Cái bản mất tiêu rồi. Rồi bây giờ tôi giảng mà không nghe nha. Có lúc á, là cái cảm giác á, cái thọ nó được phân ngày kia có ba thôi, thấy không? Khổ, lạc, xả. Thì khi mà ngày phân có ba thì mình phải hiểu ngầm á, là trong cái khổ này nó gồm cả khổ thân và khổ tâm. Mày kiếm không ta? Khi ngày chia thành ba đó thì mình phải hiểu rằng ở trong cái khổ đó có cả khổ thân khổ tâm. Rồi trong cái lạc á, là cái sự dễ chịu của thân và tâm. Còn xả là cái cảm giác gọi là hờ hững, lãnh đạm của tâm thôi. Đó là khi mình nói gọn. Còn khi mà Đức Phật kể rộng á, thì mình phải hiểu khác đi một chút, thấy không? Khi mà ngài kể rộng á, thì khổ ở đây tức là sự khó chịu của thân. Khi mà kể rộng á, khi mà kể hẹp á, thì khổ nó bao gồm thân tâm. Nhưng mà khi kể rộng thì khổ nó chỉ là sự cảm giác khó chịu của thân. Còn cái ưu là cảm giác khó chịu của tâm. Rồi cái lạc á, là cái dễ chịu của thân. Và cái hỷ là cái dễ chịu của tâm, hiểu chưa? Nhìn hiểu hả? Tức là khi mà ngày cãi ba thì mình hiểu khác. Chỉ bây giờ nếu mà con không còn cái hai này, nó muốn cãi nhau đã luôn. Một người thì nói là lạc á, là chỉ có thân thôi. Có người nói lạc là cả thân tâm. Thì các vị phải hiểu là khi nào cãi ba đó thì cái lạc nó bao gồm thân tâm. Còn khi cãi năm á thì cái lạc nó chỉ có thân thôi, hiểu không ta? Rồi tại sao mà bữa nay mình học cái này? Là bởi vì toàn bộ thế giới này mà trước mắt là tấm thân này của quý vị, căn phòng này, ngôi nhà này, cái subdivision này, thành phố này, tiểu bang này đều được vận hành, đều được cấu tạo bởi cái năm cái này. Nghe kịp không? Tại sao mình có bệnh viện? Là để giải quyết cái đau của bệnh nhân, đúng không? Mà cái đau đó nó có nằm trong trong mấy cái thọ này không? Không. Gì chứ? Rồi tại sao có phải có viện bảo tàng? Là để cho người ta tới người ta coi, phải không? Rồi tại sao có mấy nhà hát? Có phải để giải quyết cái này không? Hả? Rồi tại sao có restaurant? Tiệm nail. Tiệm nail là cái chỗ làm gì ta? Hồi xưa nó làm móng, rồi bây giờ sao nó qua tới làm wax, rồi facial, rồi bây giờ nó qua tới foot massage. Để chiều ra tôi làm cho con còn thấy cái gì nữa. Mà đại khái là nó nhiều dữ lắm. Bây giờ tôi còn biết là tiệm nail nó không còn giới hạn là đối tượng phụ nữ nữa, mà là lên tới nam luôn, đúng không ta? Đó, người ta chỉ riêng cái nail người ta làm, bây giờ thấy là nó phục vụ cho năm cái này, đúng không? Là để tránh cái này, để có được cái kia. Chỉ vì cái chuyện tránh cái này mà có cái kia nó mới lọt ra tiệm nail, hiểu không? Chỉ riêng cái đã thấy tiệm nail là nó thấy là cái lý do để có mặt tiệm nail là năm cái này, là đúng không? Rồi. Restaurant cũng vậy, những cái làm hát cũng vậy, vũ trường, casino cũng vậy, đúng không? Rồi ngay cả bệnh viện được lập ra cũng để giải quyết cái này, phải không? Cái nhóm cái nhà lá với nghèo, đúng không ta? Tức là toàn bộ thế giới là được giải quyết cái đó. Rồi tại sao mà mùa đông mình phải mặc áo ấm, phải để giải quyết cái này không? Dạ. Yeah. Mùa đông mình có bị không, cái mặt cái này có bị chịu cái nào ấy. Mà tại sao mùa hè mình không tiếp tục mặc áo ấm nữa? Để mình giải quyết cái này, đúng không? Bây giờ tin chưa? À, tại sao tóc mình không để cho nó lò xò, mình lấy kẹp mình ghim làm cái gì? Thế mình hậm mình không có muốn nó phủ lên trán của mình, hiểu không ta? Nó phủ lên khó chịu lắm, nó ngứa lắm, bây giờ tôi mới cào trong lóc nè. Thấy không? Thì hiểu chưa? Tính cả cái mái tóc của mình nó cũng có sự can thiệp của năm cái ông này nữa. Toàn bộ thế giới này. À, rồi chuyện tại sao mà người có người muốn có con, có người lại không muốn có con, lại phải từ năm cái này không? Có người họ sợ con nít như là sợ quỷ vậy đó, kìa, biết không?
Tôi biết có nhiều cái cặp gia đình, có nhiều cặp hôn nhân là ta ly dị vì ông chồng có con mà bà vợ không muốn, có không? Tôi biết là có. Rồi có nhiều cặp đó là ông chồng chỉ muốn cái hai mà vợ muốn tới bốn, là cũng ly dị, nó chịu không nổi. Coi như là chuyện mình có con, chuyện mình có xe, chuyện mình có nhà, tôi biết nhiều chuyện động đời lắm, là chỉ vì cái màu xe mà hai chồng chia tay thì ổng mê là màu đỏ, màu sport á, bà mê cái màu đầm đầm á, mà kêu từ đó mà cãi riết nó chia tay, vui vui lắm. Cho nên là tùy cái từ cái thích cái ghét của mình nó đã tạo nên thế giới. Cho nên sáng nay mình học về cái cảm thọ đó, tôi cho là rất là quan trọng. Và khi đi vào cái năm thứ bảy sau khi thành Phật, thì Phật ngài thuyết cái tạng diệu pháp để mình trả ơn cho bà mẹ của ngài đó, thì ngài đã thuyết cái bộ cái tạng A Tỳ Đàm, mà trong đó ngài có nhắc tới cái này ở trên cõi trời, ngài nhắc cái này. Khi cần thì tôi nói mà con nghe kịp không ta? Ở dưới xa có nghe không? Rồi tôi nói cái giảng cái này. Khi cần thiết thì thế giới này có thể được chia thành ba phần như sau: từ cõi phạm thiên cao nhất cho đến cõi địa ngục thấp nhất, sâu nhất, cái tầng địa ngục sâu nhất cho đến cõi phạm thiên cao nhất, thì chỉ nằm ở gọn trong ba cái này: một là thiện, hai là ác, ba là không thiện không ác. Chứ không ở đây không có nam nữ, được cái trống mái, đẹp xấu, cao thấp, dài ngắn, trắng đen, mập ốm, không có. Mà toàn bộ thế giới này khi cần thiết chỉ còn lại có ba cái là thiện, ác và không thiện không ác. Các một con người của quý vị mỗi ngày nó cũng gồm có ba phần: thiện, ác và không thiện không ác. Thiện là gì? Thiện là từ bi, là trí tuệ, thiền định, chánh niệm, kham nhẫn, đó là thiện. Còn ác là gì? Chắc khỏi cần tôi kể phải không? Tham sân si, rồi nhỏ mọn tị hiềm, rồi thù quán ganh ghét, rồi toan tính ích kỷ, mấy đó là bất thiện đúng không? Rồi đó là bất thiện. Còn cái giấc ngủ là không thiện không ác, có đúng không? Rồi cái tấm thân của mình là thiện hả? Cái thân xác là thiện hả? Cái tấm thân này là không thiện không ác, khổ quá, nghe kịp chưa? Như vậy thì trong một con người nó có gồm có ba phần: thiện, ác và không thiện không ác. Các vị kể được không? Thiện là gồm những cái hạnh lành, những cái good quality, đúng không? Còn ác thì kể được rồi đúng không? Là phiền não đó. Còn không thiện không ác thì mình nói là giấc ngủ, rồi cái gì nữa? Toàn bộ cái body của mình gọi là không thiện không ác. Ba cái này trong mà có phẩm thiên sao có điều ác bạch sư? Tôi lần đầu tiên nghe một người hỏi thôi đó, phẩm thiên không ác hả cô? Chỉ có A La Hán mới hết ác thôi. Phẩm thiên cô học A Di Đà theo cô, phẩm thiên là họ còn tham, còn phẩm thiên không có sân mà còn tham và si cô. Cái tham của họ không có tham, họ không có tham trong cái vật chất, nhưng họ tham trong cái thiền. Mà nhưng mà học lâu quá bây giờ còn hỏi rồi đó trời. Học lên tới lớp 8 rồi mà hỏi làm toán cộng làm sao? Con mới vô đạo. Có người thì học năm ba lớp, có người lớp 3 năm. Rồi, có nghĩa là mà bây giờ phải còn cái nữa. Cho dầu một vị A La Hán thì có một vị A La Hán có còn nằm ở trong ba cái này không? Nghe kỹ lên nè, từ cõi phạm thiên cao nhất cho đến tầng địa ngục sâu nhất đều nằm trong ba cái này, đó là thiện, ác và không thiện không ác. Như vậy vì A La Hán có nằm trong ba cái này không? Nằm trong cái thứ ba. Trời đất, khổ quá. Nghe tôi nói nè, bánh mì, cơm, pizza, tôi nói cả thế giới này đều quẩn quanh trong ba cái này. Thằng Ý nó không biết ăn cơm đúng không, nhưng Ý nó ăn pizza. Như vậy thì tôi mới lấy tay tôi nói là cả thế giới này đều sống nhờ ba cái này được không? Hả? Thằng Ý nó không ăn cơm nhưng mà nó ăn pizza, một trong ba.
quá, chứ không phải là cả thế giới này đứa nào cũng ăn ba cái này, không phải. Dạ, con hiểu chưa? Tôi được mì, cơm, pizza, tôi nói cả thế giới này để sống bằng bằng ba cái này nè, không ai ra khỏi ba cái này hết, hiểu chưa? Ở đây đúng vậy, vị A La Hán cũng còn nằm ở trong ba cái này, nhưng mà ngài nằm trong cái thứ ba. Còn mình thì sao, mình quất cả ba. Có hiểu không? Ờ. Cho nên đó là cái kỳ ngài giảng đó là trên đó. Khi mà ngài nói ngắn gọn thì không có cần nói giải thích cho mình. Tôi nói thiệt, nếu mà các vị có một cái nền tảng một chút xíu học đạo nó không mất thời gian, để học đi nó rất là nhanh. Bây giờ tôi nhắc lại lần nữa, cái phần ngài dạy rằng khi cần thiết thế giới này chỉ chia thành ba phần thì ác giả gục thì thường mạng, lúc đó có hàng chục triệu thiên thiên bẩm thiên của đạt đạo. Ngài nói ở đây không có nam nữ đực cái trong mái đẹp xấu cao thấp gì hết, mà chỉ có thiện ác và gục thì thường mạng. Rồi tiếp theo, khi cần thiết thì thế giới này chỉ còn nằm trong các cảm giác, đắt thêm mới nữa. Lúc đó bỗng nghe bỗng hiểu, ồ thì ra mình là đồ ráp. Cuộc đời mình mấy chục năm chỉ gồm có ba cảm giác là dễ chịu, khó chịu và lưng lửng. Lưng lửng là xả đó, hiểu chưa? Thì làm có gì hết, mà cả thế giới này nó vận hành trong cái dễ chịu và khó chịu thôi. Để có được cái dễ chịu, người ta làm đủ thứ chuyện. Để tránh cái khó chịu, người ta làm đủ thứ chuyện. Và cả cuộc đời mấy chục năm của mình để giải quyết hai cái đó, có đúng không ta? Có hiểu nữa không? Có hiểu chưa? Mấy chục năm trong đời của quý vị, không cần biết quý vị là tiến sĩ, là kỹ sư, cốc biết, tôi chỉ biết là trong đời của mỗi người chỉ để giải quyết cái hai chuyện thôi, đó là đi giải quyết cái thích và cái ghét thôi, là đúng không? Tôi nói hoài mà mới bị đỡ đó. Tại sao mình không có mặc cái quần này cho nó sột soạt mà lại mặc với cái giải mềm chứ vậy? Tại mình ghét cái sột soạt. Vậy thì cái quần không là nó thấy có cái bài học nền đồng rồi. Để kiếm không? Rồi cái nón, tại sao mình lựa cái nón này mà không lựa cái nón kia? Có phải là mình giải quyết cái thích là cái ghét không? Hả? Rồi tại sao mình không lấy cái ông khác, mình lấy cái ông áo vàng này? Rồi cái ông này tại sao không lấy cái bà khác, mình lấy cái bà áo trắng đó? Có phải giải quyết cái thích là cái ghét không? Yeah. Tức là khi mình có học đạo, mình mới ngộ ra một chuyện là cả thế giới này đó là để phân tích ra thì nó tan hoang không có gì hết. Rồi vậy thì có lúc thế giới này được phân tích ra có ba thứ là thiện ác và không thiện ác. Có lúc thế giới này phân tích ra nó còn có ba thứ thôi, là dễ chịu, khó chịu và lưng lửng. Rồi cái thứ ba, có lúc thế giới này phân ra nó chỉ gồm có ba đường thôi, ba đường để đi, đi lên, đi xuống và đi ra, đúng hay sai? Hả? Bây giờ hiểu chưa? Có nghĩa là mỗi ngày lái xe đi làm tự hỏi lòng mình đang đi lên hay là đi xuống hay là đi ra? Đi xuống là sao? Nghe đi xuống là sao? Ở đây chắc đoán ra mà. Sống bằng tham, bằng sân, bằng si, nha, bằng danh, bằng lợi, bằng tình cảm, ha? Thì cái đó được gọi là đi xuống. Còn đi lên là sao? Là từ bi, là trí tuệ, là chia sẻ, là bao dung, thì cái đó gọi là đi lên. Còn đi ra là sao? Cầu giải thoát. Nghe kém không? Rồi, sẵn ở đây tôi nói luôn, sợ quên. Ngày chưa biết đạo ta chỉ theo đuổi cái thích và trốn chạy cái ghét. Người không biết đạo là chỉ vậy thôi đúng không ta? Người chưa biết đạo chỉ theo đuổi cái thích và trốn chạy cái ghét. Biết đạo rồi ta không quan trọng thích ghét mà ta chỉ làm lành lắm dữ. Hồi xưa là trốn ghét đi theo cái thích, còn bây giờ là trốn cái ác mà đi theo cái thiện, đúng không? Cuối cùng đi thêm một bước nữa, thấy rằng thiện tạo ra cái thích, mà cái ác nó tạo ra cái ghét, mà cả thích ghét đều là khổ, cho nên thiện ác đều là nhân sanh khổ. Có hiểu này không ta? Hiểu chưa? Không hiểu hả? Bây giờ hiểu chưa? Học thì nhắc lại, nhắc như em bé rồi. Ngày chưa biết đạo ta theo đuổi cái thích và trốn chạy cái ghét. Biết đạo rồi ta làm lành lánh dữ, nghĩa là trốn cái ác và theo cái thiện.
Nhưng mà khi tu tập đến niệm xứ, mình thấy là thiện, ác, thích, ghét đều là khổ. Cho nên lúc mình chỉ cầu không còn sanh tử nữa. Vậy trên toàn bộ thế giới này nó có ba đường để đi: đi lên, đi xuống và đi ra. Cho nên mỗi ngày tự mình xét cho mình đi hướng nào. Khi ngài nói nó xong đắt thêm mớ nữa. Còn mình thì mình nghe xong mình ngáp rách miệng luôn. Tại vì nó mơ hồ quá. Ngài giảng lên cõi trời, ngài không có giải thích. Ngài giảng chỉ như thiên không có giải thích. Còn ở đây là tôi giảng, tôi muốn banh cái con họng tôi ra chứ ngài không có giải thích. Ngài nói là toàn bộ thế giới này chỉ có ba con đường để đi: đi lên, đi xuống và đi ra. Lắc cái đồng liền. Nhưng mà nó xin lỗi, nhưng họ không phải hay hơn mình. Bây giờ họ đã nghe cái vụ này 800.000 kiếp rồi. Nghe kẹp không? Cứ gặp Phật Pháp là họ nhào, họ nghe mà họ cũng than như cô, nó nghe không hiểu. Nhưng mà nó nghe tới có lần thứ 800.000 nó tự nó hiểu. Cái vấn đề là khi cái duyên mình đủ lúc đó mình cứ gặp Phật, gặp Thánh để mình nghe, để mình đắc hay không. Cho nên thầy Phật, mình coi kinh mình thấy cho nhiều người đắc dễ quá, mình đừng có mặc cảm. Bởi vì họ đã học cực như mình thì nó quá trời kiếp rồi. Nghe hiểu không? Khi mà họ gặp Phật là cái duyên của họ nó chính, mà cái người giảng thì họ là ai? Đã duyên chính mà lại gặp ông thầy của đó thì không đắc mới lạ. Còn quý vị hôm nay duyên nó chưa có hờm nữa, gặp ông thầy trời ơi như tôi là gặp đắc, đắc mới lạ. Hiểu không? Hiểu chưa? Dạ. Cho nên đừng có mặc cảm là xưa ơi xưa sao thì xưa đắc dễ. Đừng có nói như vậy. Nếu mà mình đủ duyên là mình đã đi rồi. Chính vì mình không đủ duyên là mình mới lọt tới đây. Nhưng mà trong kinh có an ủi mình cái này. Có hai hạng, có nhiều được ơi, một hai, mà có ba hạng người mà không đắc đạo đó. Có biết cái đó không? Ba hạng người khi nghe pháp hoặc khi hành thiền không đắc đạo có ba hạng. Thì mình hy vọng là mình không đến nỗi tệ. Có muốn nghe ba hạng đó không? Cái hạng thứ nhất, do có nguyện lớn mà khi hành thiền hoặc nghe pháp không đắc đạo được. Hiểu không? Nguyện lớn ví dụ như bây giờ Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni trong vô số kiếp ngài gặp biết bao nhiêu Phật, biết bao nhiêu hiền thánh, là ngài không có cách gì mà ngài đắc được. Bởi vì cái nguyện ngài là thành Phật. Nghe kịp chưa? Ngài cái hạnh của ngài là ngài trở thành là professor trong đại học. Cái hạnh ngài trở thành bác sĩ, tiến sĩ. Cho nên ngày không thể nào mà ngày ra ngày học 2 năm cao đẳng để đi dạy mấy đứa mà treo lên bè chứ đi mẫu giáo rồi là không được, đúng không? Bởi vì khi mình muốn dạy mầm non mình chỉ cần mấy năm cao đẳng là phải không ta, khoảng sư phạm đó phải không ta? Mà 2 năm phải không? Mà ngày thì ngày muốn làm professor trên đại học thì làm sao mà treo lên ba chứ đi mẫu giáo được? Ngày không có đi rời trường sớm. Trên thứ nhất, hoặc ngày sẽ là Phật cũng vậy. Ngày sẽ Phật gặp biết bao nhiêu Phật. Ngày sẽ là Phật ngày cái chuyện mà làm hành giả mà tu thiền đó là ngày sau đó phát ngày tu không biết là bao nhiêu kiếp mà không có tại nào ngày đắc, tại vì ngày có cái nguyện lớn là trở thành đệ nhất trí tuệ, nhân vật số 2 trong 1.000 tỷ vũ trụ, chỉ đứng sau đó Phật Cái Đẳng Giác thôi. Khi mà cái nguyện lớn vậy là không có cửa, không có cách nào đắc, mà đắc lẻ tẻ, cái là bến nhỏ là không có chỗ ghé cho tàu lớn, hiểu không ta? Còn mình cái đáp bệnh đây đó, là cái chỗ nào ghét cũng được hết trơn. Thì mình là xuồng ba lá, xuồng ba lá chỉ cần có cái chỗ nào có cái bụi cỏ nào mà mình cột cái dây bằng ngón tay là mình đã neo rồi, còn cỡ như ngày cái chiếc mà hàng không mẫu hạm gọi là cảng nước sâu cỡ cam ranh cho nên là vô mới nổi, hiểu không? Cho nên là bến nhỏ không có chỗ đón tàu lớn. Cho nên cái hạng đầu tiên là không nghe pháp ngồi thiền mà không có đắc được là bởi vì họ bị kẹt cái nguyện lớn. Cái hạng thứ hai, ba la mật ít quá. Cái túc duyên giải thoát á, cái vốn nó không có đủ. Cho nên nó nghe bằng trời nên nó đè nó ra mà đốt mấy cuốn kinh mình thành tro mình thồn nhét cán giọng vô nó cũng không đắc nổi. Hiểu không? Vì cái duyên nó không đủ. Rồi cái hạng thứ ba. Cái thứ ba này phải quay lại cái tôi nói. Tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường. Thì cái hạng thứ ba là bị dính cái gì? Dính cái môi trường hoặc là nó bị dính cái tiền nghiệp. Thí dụ như các vị coi trong trường bộ kinh đó, cái bài Sa Môn Quả đó, thì vua Xà Thế đó, là cái ông giết cha để ông lên thôi nhớ không?
Từ khi mà ông đến ông gặp Phật, cái Phật thuyết cho ông nghe bài pháp xong rồi ông đi về, ông lại Phật rồi ông đi về. Thì Phật dạy này các tỳ kheo, nếu mà sợ thế mà kiếp này không có bị cái nghiệp chướng, ngày hôm qua mình giảng rồi đó. Yeah, yeah. Nghiệp chướng là gì nhớ không? Nghiệp chướng là một cái trọng nghiệp nào đó nó đủ để ảnh hưởng đến cái tâm linh của mình, là gọi là nghiệp chướng. Thì ông bị nghiệp chướng này. Nghe Đức Phật dạy rằng nếu mà sợ thế mà hồi nãy mà không có do nghiệp giết cha là đã đắc tu đủ rồi. Nhưng mà vì ông bị cái đó ông đi không nổi, không đắc được. Mà chính vì không đắc được đó nó lại dẫn đến một cái hệ lụy khác. Sau khi trái đất này nó hoại là suốt một a tăng kỳ đại kiếp không có Phật ra đời. Trong trong cái nhóm ổ ếch á, ba tôi nói ổ ếch này còn nhớ không? Thì trong cái ổ ếch này là suốt 100.000 đại kiếp không có Phật ra đời. À, không lộn, một a tăng kỳ. Thì lúc đó mà sự thế là ổng không có cơ hội gặp Phật, đi đâu có Phật đâu gặp. Thế là ổng hiện giờ ổng đang có ba la mật rất là nhiều, ba la mật đủ để đặt tôi đồ quần đúng không? Thì lúc đó với cái ba la mật đó lâu quá, cái Phật làm sao ổng chuyển sang độc giác. Mà muốn thành độc giác thì sao ta? Thời gian nó mất tới 2 a tăng kỳ gấp đôi người sao được Phật. Mà ông ra thế ổng đã tu được 100.000 đại kiếp rồi. Cho nên á, ổng đã xong cái số lẻ mà số chẵn còn nguyên. Hiểu không ta? Dạ hiểu. Tức là 22 năm mà ổng mới được tới 2 năm, còn ổng còn nợ là 20 năm. Còn ông Đề Bà Đạt Đa là xong cái số chẵn mà còn nợ cái lẻ. Chứ ông Đề Bà Đạt Đa ổng đã tu xong 2 a tăng kỳ rồi mà ổng còn thiếu được 100.000 đại kiếp nữa không phải đạt độc giác. Hiểu không? Dạ. Còn mình thấy đây là còn nguyên. Chẳng lẽ vậy còn nguyên. Đi đã luôn. Cho nên là tụi mình còn cảm nhận dài dài. Khiếp như vậy là. Cho nên là cái trọng nghiệp nó nguy hiểm lắm, nó một cái trọng nghiệp nào đó thì nó ám mình khiếp lắm, mình không có đài khỏi. Thì ở đây thì mình đang học, tôi nhắc lại cho bà con về cái nội dung của tạng A Tỳ Đàm, cái bộ A Tỳ Đàm đầu tiên đó. Cái phần lên cõi trời đó, phần lên thế giới này có lốp, thì phân tích nó gồm có thiện ác và không thiện không ác. Có lốp thế giới này phân tích nó qua các cảm thọ. Có lốp thế giới này phân tích nó qua ba cái con đường đi. Đường đi lên, đi xuống và đi ra. Thì mỗi ngày mình tự mình xét mình đi con đường nào. Và chưa hết, cái câu này phải nhấn mạnh. Trong từng phút chúng ta đang chuẩn bị lối về một nơi chốn nào đó. Cái câu này lẽ ra mình được ghi. Trong từng phút ta đang vô tình hay cố ý chuẩn bị một cái lối về đâu đó. Nghĩa là trong từng phút mình thích, mình ghét cái gì mình không biết. Chính cái thích, cái ghét đó nó dẫn mình về cho nó. Ví dụ như không ai thích về Cuba hết, không ai thích về Bắc Hàn hết, không ai thích về Trung Quốc là có quốc tịch Trung Quốc. Nhưng mà do cái nghiệp nó đẩy, các vị có đồng ý với tôi trên thế giới này, cái chỗ ở mà mọi người đều thích nó ít hơn chỗ ở mà mọi người đều sợ đúng không? Đúng không ta? Nhưng mà tại sao cái chỗ mà người ta không thích nó đông dân hơn đúng không? Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ nghe thêm cái này. Không ai thích khổ, nhưng ai cũng thích tạo nhân khổ hết trơn á. Hiểu không? Rồi ai cũng thích sướng, nhưng trong đời sống nó hiếm người tạo nhân sướng. Hiểu hả? Nói thiệt là chậm mà không hiểu vũ thuốc chuyển kiếp nha. Có nghĩa là ai cũng thích sướng, nhưng tạo toàn là cái nhân khổ không à. Ai cũng thích sướng mà tạo toàn là nhân khổ không? Ai cũng thích ăn sầu riêng mà trồng toàn là ớt hiểm cầm mà. Cho nên tới cái buồn tu hoạch thì ăn ớt đã luôn. Hiểu không? Tôi nhớ có ông thầy bên Canada. Ông dặn đệ tử, ông nói mình xuất gia, mình thọ giới là mình không ăn đồ cúng dâm. Cúng dâm thì trên đầu mình chỉ có tam bảo, thì quỷ thần còn dưới mình bật. Quỷ thần còn dưới mình xá gì mấy cô hồn các đạn, nó dưới mình tới mấy lần. Cho nên người xuất gia đó là không ăn đồ cúng dâm. Thì bữa đệ tử nó thấy ông đem ông lên phòng dâm, ông bưng xuống nguyên một cái mâm toàn là sườn riêng băng cùng không được, ông lại đem vào ăn. Thì nó nói thầy la con, thầy nói mình không ăn đồ cúng dâm. Nó bảo mày biết cái gì, ba cái sườn riêng này nó nhọn quắc, dâm nào nó ăn nổi, cho nên mình ăn được.
Mà thiệt, cái vỏ băng cục thì nó dày mà nó chát, dông nó đâu có trọt vô nổi. Còn sầu riêng thì gai không, mà cho nên nó dông nó không có rớ thế này. Mà cái gì biết cúng dông nó hiếm ai mà cúng ba cái đó lắm, mà đắt tiền mà nó lại ngon nữa. Cho nên tôi cũng tôi nghe chị nói dông, tôi nói trời ơi, tôi cũng ăn luôn. Dông nó là ngay dông mà vỏ nó không ăn. Ví dụ như chè thiêu nè, hoặc là táo chuối rồi đó, là bông quẹ rồi tôi mới rớ. Nhưng mà ví dụ dông mà thử rồi cúng dông, rồi dông sầu riêng, dông măng cục là người nhà vừa quay lưng con gái là nó đã vô phòng tôi rậu. Dông nó chưa có rớ là tôi đã làm trước dông rồi. Cho nên đó là mình trong một ngày như vậy đó là mình sống là bằng ba con đường. Đi ra, đi lên, đi xuống và đi ra. Thì tùy mình thôi, và trong từng phút trôi qua mình quan tâm tới cái gì nhiều nhất, vô tình hay cố ý. Thì trong từng phút trôi qua mình quan tâm cái gì nhiều nhất, thì chính cái mối quan tâm này nó sẽ là cái chỗ về mai này. Hồi nãy tôi có nói rồi, có nhiều chỗ trên thế giới này người ta không có thích về, nhưng mà khổ thay cái chỗ đó dân đông nhất. Và tôi nói cái này nghe các vị khách hồn nữa, là người ta thống kê đó, World Bank người ta thống kê đó, là chỉ có 20% dân số trên thế giới được sống đúng chuẩn thôi. Đúng chuẩn là gì? Là đủ điều kiện về bốn mặt sau đây: điều kiện về y tế, giáo dục, truyền thông và đi lại. Đó là bốn điều kiện tối thiểu mà họ gọi là đủ chuẩn. Y tế là sao? Có nghĩa là đi bác sĩ, đi nha sĩ, đi bệnh viện, nội khoa, ngoại khoa, mình không có lo về tài chính. Cái đó gọi là điều kiện y tế. Thì tôi biết có nhiều người đó, cái tiền làm răng là họ đã ngán, là chứ đừng nói tiền mổ xẻ, có biết gì nữa không? Có biết có tin gì nữa không? Trên thế giới này là có nhiều gia đình tôi biết, báo đăng quà ở Việt Nam mới xin tiền hoài, xin anh bảo là bị ung thư kỳ cuối, kỳ đầu gì đó, cũng có tiền cái nhiều. Còn ai không tin nó, tôi cho địa chỉ vô mấy cái bệnh viện Việt Nam là coi nó nằm sắp lớp, không có tiền. Đau quá thì nó chở vô bệnh viện vậy thôi, chứ còn nó cho nằm hoành lang, cứ phòng một giường là hai người đó, không có tiền. Cho nên cái chuyện đầu tiên là cái điều kiện y tế, không phải là ở đâu cũng có, chỉ có 20% trên thế giới có đủ cái đó thôi. Thứ hai là điều kiện giáo dục, có nghĩa là bản thân mình có đủ tiền, có đủ điều kiện để học xong 4 năm đại học thì mới được gọi là có điều kiện về giáo dục. Còn nếu mà mình không có điều kiện học 4 năm đại học thì không được gọi là có điều kiện giáo dục. Đó, như vậy điều y tế, dục, y tế, điều thứ ba, điều kiện truyền thông. Quý vị có biết trên thế giới này có những cái chỗ mà kiếm một tờ báo đọc cũng có không? Muốn đọc cuốn sách không có. Và chưa kể có những nước còn giả mang nữa. Internet bị chặn thì biết rồi. Truyền thông là đã không có rồi. Khiếp như vậy. Tức là toàn là đọc báo một chiều, biết đó, báo một chiều không? Tức là bao nhiêu sách báo đều phải nói theo một hướng. Trong khi ở Mỹ này các vị đọc tầm lắm, trên đất Mỹ này quý vị muốn đọc sách chế bom cũng có, có biết đó không? Cái cách mà làm thuốc nổ đó có. Tức là ở đây quý vị muốn đọc cái, nhớ là đừng có mà phản loạn rồi vũ trang sách súng rượt bắn tầm lắm thì có đó tôi không hứa rồi. Chứ còn bên đây quý vị muốn tìm hiểu cái gì trên đất nước Mỹ này cũng được hết. Tôi ở bên Đức, tôi ở cùng lúc vừa Đức vừa Thụy Sĩ, tôi biết gì đó, là bước vào cái thư viện của họ quý vị muốn đọc đạo hầu, đạo Phật, đạo Chúa, Đạt Ma Lạt Ma, Hòa Thượng Nhất Hạm, muốn đọc của ông Osho, Thanh Hải, Vô Thượng Sư, muốn đọc cái giống giả gì có hết. Chỉ có chưa có sách của tôi trong đó thôi. Như vậy đó là điều kiện về truyền thông. Thứ tư, điều kiện về đi lại. Có nghĩa là bản đồ thế giới chỗ nào không cấm là mình đều có khả năng đi tới. Hiểu không? Nhưng mà các vị có biết trên thế giới này có những người mà họ không có khả năng ra khỏi đất nước họ không có đâu. Có hả? Hình như có. Bởi vì nó mới có cái câu mà trăm năm ra khỏi người đa á. Ở đâu cũng được đi ra đi vào, nhỏ xíu tới những nước Lào người ta cũng được đi vào đi ra. Đen thui như Angola mà người ta cũng được đi ra đi vào. Mênh mông đến như nước Tàu người ta cũng được đi vào đi ra. Chỉ riêng dân chúng nước ta, dân dân không được đi ra đi vào. Thì mình thấy có những cái đất nước, nó có những cái đất nước không có đời xưa bây giờ nó tự đi ra đi vào rồi. Nhưng mà tôi muốn nói rằng có những cái đất nước mà cái chuyện ra khỏi biên giới làm việc rất là khó. Một là về vấn đề giấy tờ, hai là tài chính không có, ba là về vấn đề uy tín chính trị. Có những đất nước mà người ta thấy cái pass của mình không, người ta nổi da gà, có biết không? Không biết cái đó. Họ thấy mấy cái pass, chẳng hạn như tôi nói cho các bạn biết, cái pass Việt Nam là một trong những cái pass tệ nhất trên thế giới.
người ta gặp người ta rất là sợ, người ta sợ mình ở lại. Các vị có biết rằng bên Nhật là họ nhìn người Việt Nam mà nó tan thương lắm. Ở trong cái siêu thị mình để là đừng ăn cắp, ở đây đang có camera hoạt động, là trong cái tiệm buffet mà nó để là ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu đừng lấy dư, hoặc bên Đài Loan nó để là lấy dư thì sẽ bị phạt gấp ba cái số tiền, cái số đồ mà bị bỏ lại, để toàn tiếng Việt không. Cho nên người ta đang dự báo là cái vị trí của tiếng Việt bây giờ nó đang lớn tiếng Anh, mình đi đâu cũng tiếng Việt hết. Cái vị trí tiếng Việt bây giờ nó toàn cầu, nó đang được toàn cầu hóa, nó globalize. Mà nó được dùng để biết toàn mấy cái tầm bậy hay không à. Mà dùng nhất là ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu, các bạn sẽ bị phạt gấp đôi cái số mà lấy dư. Rồi bên Nhật thế này là xin đừng ăn cắp vì camera đang hoạt động. Camera in use. Cái thằng đó nó hơi nhiều đó. Bữa nào mình vô rồi biết. Thì là các vị nghe kịp không? Có là có cái chỉ riêng cái điều kiện đi lại đó, một là tài chính có, hai đó là cái uy tín giá trị. Rất là khó. Cho nên người ta tính đó là World Bank nó chỉ có 20% nhân loại được sống đủ chuẩn thôi. Có nghĩa là chuẩn ở đây là gồm 4 điều kiện: giáo dục, y tế, truyền thông và đi lại. Trong khi đó có những cái đất nước ăn còn không có, đừng có nói đến 4 điều kiện nữa nha. Khổ thay nó có một cái điều rất là mâu thuẫn, đó là ai cũng sợ khổ nhưng mà tạo toàn là nhân khổ, ai cũng thích sướng nhưng mà không thèm tạo nhân sướng. Cho nên trong Phật pháp mà có cái chữ thiện và chữ ác ấy, thì nhiều người không có hiểu, cứ tưởng thiện ác là vấn đề đạo đức, không phải. Là thiện ác là technical, cái chữ cú xa lá đó nó có nghĩa là thiện, mà người Mỹ họ dịch là skill, là khéo. Rất là nhiều người hiểu lầm tưởng thiện, chữ thiện ở đạo Phật đó là vấn đề đạo đức, không phải, nó là vấn đề technical, là thuần túy vấn đề kỹ thuật. Khi anh muốn hạnh phúc thì anh phải đúng cách, anh phải sống và hành động đúng cách thì anh mới hạnh phúc. Khi anh muốn hạnh phúc thì anh phải có từ bi nè, phải có trí tuệ, phải có thiền định, phải có chánh niệm, phải có kham nhẫn, phải có khả năng bao dung nè, hào sảng nè, chia sẻ nè, yêu thương nè, tha thứ nè, chịu đựng nè. Đó thì đó là những cái điều kiện để anh được hạnh phúc cho kiếp sau. Còn nếu mà anh tị hiềm, nhỏ mọn, toan tính, căm ghét, thù quán thì đó là những cái điều kiện để anh bị khổ. Cái kiếp không? Thì đa phần, nó đa phần là ít, mà phải nói là tuyệt đại đa số chúng sinh trong đời ai cũng thích khổ, ai cũng sợ khổ, ai cũng thích sướng, nhưng mà tuyệt đại đa số đều làm con những nó bậy không. Cho nên nó mới hôm nay nó mới dẫn đến cái chuyện mà gọi là 20%. Mà ngày hôm qua tôi nói là con nghe ba cái chu kỳ mà vận hành của thế giới, còn nhớ không? Ba cái chu kỳ, ba cái cycle, nó cứ quay vòng vòng đó. Một là cái giai đoạn mà ác nhiều hơn thiện. Cái giai đoạn đó thế giới nó cứ đi lên xuống này, có ác nhiều hơn thiện, rồi cái bài thiện ác bằng nhau, rồi cái thiện nhiều hơn ác, rồi bắt đầu nó phải xuống thiện ác bằng nhau, rồi cái ác nhiều hơn thiện, bắt đầu lên trở lại là thiện ác bằng nhau. Nói chung thì ác bằng nhau là giai đoạn giữa, cái nghĩa là còn cái ác nhiều hơn thiện là ở đáy, còn cái định là thiện nhiều hơn ác, mà cái đáy định nó cứ ở đây. Ai có học chút ít về vật lý cực điện từ vũ nữa mà âm thanh và ánh sáng đều vận hành theo cái định là đại nhỉ, không? Cái wave, cái sóng á, lên xuống mà cái đó là cả bên vật lý lẫn bên tâm lý. Dạ, cái âm thanh ánh sáng cứ lên xuống, với thế giới là thế giới của sóng và hạt mà cứ lên xuống. Hiện tại thì mình ở giai đoạn nào? Theo kinh mình đang cái giai đoạn đi xuống, tức là mình bây giờ là giai đoạn ác nhiều hơn thiện này. Nhưng mà nói vậy là nói chung chung, còn nếu mà nói là ác nhiều hơn thiện mà nó là nằm ở mắt mé của giai đoạn còn cứu được, vì Phật pháp còn nó có cái giai đoạn ác nhiều hơn thiện mà cứu không được á, nghe kịp không? Bởi vì nếu mà mình vậy không có cái tự vậy tự vẽ đang đi lên này nè, thì cái ác nhiều hơn thiện nó lại khúc giữa, phải không? Nhưng mà trong khúc giữa nó lại có ba phần: cứu được,
khó cứu và không thể cứu. Có hiểu đó không? Trong mỗi giai đoạn nó lại có ba cái mắt nữa, trong mỗi cây tre nó lại có nhiều mắt, mà trong mỗi cái mắt nó lại có ba phần. Hiểu không? Cho nên mình kể chung thì mình kể có ba thôi, mình kể là gồm có ba chu kỳ, đó là thiện ác nhiều hơn thiện, thiện ác bằng nhau, rồi thiện nhiều hơn ác, mà kể gọn. Nhưng mà thật ra trong mỗi chu kỳ nó lại có ba mắt. Ba phần, phần đầu là cứu được, thứ hai là khó cứu, và phần cái khúc kia là hết cứu. Thì trong kinh nói rất rõ là cái chuyện cầu siêu đó là y chang như vậy. Có những người mà thiện nhiều hơn ác, không cần hộ niệm, tự động bốc hơi về trời. Nghe chạy không? Rồi cái hạng thứ hai đó là thiện ác bằng nhau, là không phải cần cái sự hộ niệm, ai cũng được, miễn là có sự hộ niệm. Bởi cái hạng đầu tiên là không cần hộ niệm, hiểu không ta? Có nghĩa là nó sống là thiện nhiều hơn ác, là luôn gấp gáp là tự họ xử được, chỉ cần họ gom tâm, họ ngồi theo dõi, họ thở lại đi luôn. Đó là hạng một ngon lắm. Còn hạng thứ hai đó là phải có sự hộ niệm của ai đó, bất cứ ai miễn cho nghe tiếng kinh họ đi. Đó là hạng thiện ác bằng nhau. Còn cái hạng mà ác nhiều hơn thiện thì một là cái người hộ niệm phải là thứ dữ, còn hai nó là vô phương. Vô phương, cái hạng thứ ba là vô phương. Trừ ra trường hợp họ gặp, ví dụ như họ gặp được các vị thánh, chẳng hạn như gặp được Đức Phật chẳng hạn, thì này cũng, nhưng mà nói như cũng tùy duyên, chứ không phải Phật là toàn trực năng, là cái gì cũng làm được. Nếu mà nhiều người hiểu lầm là Phật cái gì cũng làm được, tôi không tin. Bây giờ nếu Phật cái gì ngày cũng làm được thì mình mới đang lên tòa mình ngồi hết rồi, đúng không? Hả? Cho nên mình khen ngài cũng khen gì vừa, khen quá nó bị trớt, nó trớt quá. Bởi vì biết bao nhiêu Phật ra đời mà tại sao mình bây giờ mình còn lũ khủ ở đây? Vậy tại sao các ngài không chú nguyện một phát cho nó thành hết, phải không? Mà chỉ nó không được. Bởi vì ngài ngài cũng nằm ở trong cái vòng quy luật của vũ trụ. Tức là ngài chỉ hà hơi tiếp sức cho cái người nào mà họ đã có căn cơ rồi. Và Tây có một câu là trời chỉ cứu những ai biết tự cứu. Nghe kiểu không? Tức là mình muốn sống, mình muốn bơi, và mình có thể bơi nhưng mình bị kiệt sức, thì người ta mới luyện cho mình cái phao, cái bè chuối thì mới được. Còn đằng này mình đã không muốn sống thì bây giờ nó luyện tới cái gì mình cũng không có bơi vào bờ, có hiểu không ta? Hiểu không? Tức là quý vị không muốn thì làm sao tôi cứu? Bởi vì khi mình thành đạo với có bồ đề đó, ngài có suy nghĩ thế này: cái đạo ta chứng đắc rất là khó, làm nó đi ngược lại dòng đời thì làm sao giảng cho chúng sanh nghe hiểu được. Thì lúc có Phạm Thiên biết được cái suy nghĩ đó, Phạm Thiên lập tức có mặt nó bạch Thế Tôn: chúng sanh trong đời nó giống như sen trong nước vậy đó, có cái nó còn đang nằm ở trong sình, có cái nó ngồi lên được hai tấc ba tấc, có cái nó đã qua khỏi mặt nước, nó chờ nắng gió mưa sương là nó bung. Thì con xin Thế Tôn hãy vì nghĩ đến cái những cái đứa mà nó đã ra khỏi mặt nước á, hãy thuyết pháp cho cái đám đó. Chứ còn cái đám nào ở dưới sình thì thôi, mình để cho nó dưới đó cho nó bán. Vì nghĩ cái đám mà nó ngồi lên đó, cái đám ngồi lên rồi đó, thì ngày lúc đó Đức Thế Tôn dùng cái Phật nhãn thấy đúng như vậy. Chúng sanh trong đời có đứa bây giờ nó đang nằm ở trong cũ chứ chưa ra rồi. Rồi có đứa này nó cách mặt sình mới có hai gan thôi. Rồi có đứa này nó cách mặt nước hai gan, có đứa nó ra khỏi mặt nước hai gan, thì ngày độ được cái đám đó rồi. Cái đám mà nó ngồi là được. Các bạn biết bèo cám không? Theo mô tả trong kinh á, thì chúng sanh mình là những con cá mà cách mặt nước từ 80 lớp bèo cám. Một lần có chư Phật ra đời đó, thì các ngài chỉ ném một hòn sỏi để cho cánh nắng nó xuyên qua, cho cái nắng nó xuyên qua nước trong khoảnh khắc rồi các ngài niết bàn. Thì trong thời gian ngày luyện vậy thì con nào thấy cái chỗ thì nó giọt lên, còn con nào không thấy thì thua. Tức là thời gian ra đời của một Đức Phật là chỉ ngắn như là cái thời gian của một cái viên sỏi ném thôi. Tại sao ngắn như vậy? Là bởi vì so với cái dòng luân hồi thâm thẳm đó, thì 45 năm của Đức Phật dài hay ngắn? Các vị ở đây, các vị có đi Santonio, cái chỗ mà có cái hang động, các biết cái đó không? Các vị biết để hình thành cái đó nó hàng triệu năm, biết không? Chỉ riêng cái đó không là hàng triệu năm, thì lấy 45 năm Đức Phật mà so với cái hang đó thì làm sao ta? Mới tôi lấy cái hang đó tôi nói thôi, tôi chưa nói đến cái chuyện mà trái đất này bao nhiêu tỷ, là tôi nói tôi nói nhẹ cái hang đó thôi. Cái hang đó mà so với 45 năm đó, thì tôi thấy nó chỉ là một búng tay xá gì một cái dòng luân hồi thâm thẳm. 20 A Tăng Kỳ mà chỉ có 28 vị Phật,
mà một ao canh kỳ là 10 lũy thừa 140, mà chỉ có 28 gì thì cái việc tưởng tượng tôi hiếm cỡ nào. Mà tại sao Phật hiếm, tôi nói hoài mà con còn nhớ không? Ai hỏi tại sao mà Phật hiếm mà nói, tại vì có 5 hạng người trên đời này còn nhớ hả? Hạng thứ nhất chỉ biết mình không biết nghĩ tới ai, cái hạng là đông nhất thế giới đúng không ta? Hạng thứ hai, ngoài chỉ quan tâm mình họ còn quan tâm đến cái người nào tốt với họ. Đấy, hạng thứ nhất là chỉ biết mình, hạng thứ hai là biết thêm cái người nào mà quan tâm tới mình. Mà cái hạng thứ hai này nè, Lý Phật đã nói là khó kiếm rồi, dễ sợ. Cái hạng mà biết tri ơn á, cái người biết tri ơn là Lý Phật đã khó kiếm rồi. Tôi nhắc lại, cái hạng thứ nhất là chỉ biết mình thôi, hạng thứ hai là chỉ biết quan tâm thêm cái người nào tốt với mình, cái hạng thứ ba là có thể quan tâm cái người mà không ân oán với mình. Đấy, kịp không? Hiểu không? Hạng thứ hai với thứ ba khác nhau gì không? Phải không? Rồi. Hạng thứ ba là người dân nước lạ đó, không ân oán. Hạng thứ tư là bạn của kẻ thù, cái người mà có khả năng thương được bạn với kẻ thù. Và hạng thứ năm là thương được kẻ thù. Tổng cộng là 5 hạng. Dạ. Thí dụ như bây giờ tôi không có thích cô Viên Nga, mà cô Loan cũng rất là thân cô Viên Nga. Theo nguyên tắc là tôi cũng không có ưa, đúng không? Có đó không ta? Không có, nó có được người quê, nó có thiệt rồi. Tôi rất là ghét cô Viên, tôi ghét lắm. Mà coi như là cô Loan này là cũng cứ dầm về nhà cô Nga. Cuối tuần đó là bà Nga bà không qua nhà bà này chạy qua nhà bà này. Ai cũng thấy, ai cũng biết, đi đâu đi cặp giống như là less vậy đó. Thì tôi hỏi cô vậy chứ nếu mà tôi đã ghét cô rồi tôi có chịu nổi bà đó không? Hiểu không? Cho nên tổng cộng lại là nó 5 hạng. Hạng thứ nhất là chỉ biết thương mình. Hạng thứ hai là chỉ biết quan tâm đến người tốt với mình. Hạng thứ ba là tốt được với người không ân oán với mình. Hạng thứ tư là tốt được với bạn của kẻ thù. Và hạng thứ năm là thương được kẻ thù. Thì chỉ có hạng thứ năm này là mới có thể nguyện thành Phật. Cho nên nội một cái nhân tuyển mà để nguyện đó là mình đã thấy khó kiếm rồi. Nó giết cha mình trước mặt mình mà sau đó mình vẫn đi làm tô mì gói cho nó ăn, lái xe đưa nó về nhà, có gì làm nổi không? Có ai hiểu đó không? Thấy chưa? Cho nên cái chuyện đầu tiên mình là người thứ năm là đã hiếm. Bây giờ tới cái bước thứ hai, theo đuổi cái nguyện mà thành Phật đã, theo đuổi mà khi gặp thử thách hay cám dỗ cũng vẫn không buông, cái này hiếm không ta? Quá hiếm. Tốt thì tốt, nhưng mà ở đây có gì hiểu chứ cám dỗ không? Hiểu không? Có hiểu chứ hiểm chứ thử thách không? Thì cả cái thử thách và cám dỗ là điều khó vượt qua hết. Khó lắm. Rất là khó. Cho nên là năm hạng, cho nên ai hỏi tại sao Phật là khó thì mới bị nó đơn giản là tại vì có năm hạng người. Thì mình thấy cái hạng nó hiếm mà đi Phật hiếm theo rồi. Hạng thứ nhất, ở đây có ai nhớ không? Hạng thứ nhất là chỉ biết có mình thôi. Ví dụ như bây giờ mấy cái con thú kia nó chỉ biết có nó thôi, đúng không ta? Hạng thứ hai là biết quan tâm đến người tốt với mình. Mà cái hạng này Đức Phật đã nói là hiếm rồi. Hạng thứ ba nó là tốt được với cái người không ân oán, người dưới nước lạ. Hạng thứ tư là thương được bạn của kẻ thù. Tôi nói thì có nhiều người chống cộng cực đoan đó, họ ghét luôn cả những người mà hay đi về nước, tôi biết gì đâu. Có không? Họ ghét luôn cả mấy người hay gửi tiền về nước, có không? Tôi nghe làm thường, mình thương ai thương cả đừng đi. Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, này, cái đó có. Bây giờ tôi hy vọng có một ngày mà tôi nghe nói người nở huyết tinh tôi không có ghét like nữa, đỡ. Ở cô ở đâu đó ở Houston tự nhiên tôi quay mặt lên chỗ khác liền đó là thua. Mà cái đó có. Có nhiều khi mình không thích cái chùa đó, mình chỉ cần nghe cái ông sư đó ông ở cái chùa đó là mình ghét lay luôn, cái đó có. Tôi chưa biết ai, nhưng mà tôi biết có người như vậy. Họ không có quen biết gì ông sư đó, chỉ cần nghe ông sư ở cái chùa đó hoặc là cái người cái bà cái ông đó là cháu của cái bà nào đó là họ ghét luôn.
Cho nên bằng năm hạng chúng sanh, và chính năm hạng đó là đủ để giải thích vì sao Phật là hiếm. Bây giờ tôi nói một chuyện đó, đó là cái chuyện hạng thứ hai, tại sao trong kinh đó nói là hạng thứ hai là hiếm, người nhớ không? Cái người có lòng tri ân là hiếm. Có nhiều người họ nghe tôi nói, họ nói cái gì mà tệ vậy si, thì tôi nhớ tôi có giải thích đó. Tức là cái gì nghe cho kỹ nè, tôi lựa đại ông bà nào đây đi, cái cô sư cô này nè, 10 năm nay mỗi ngày tôi nấu cho ban những món đắt tiền nhất, vừa miệng vậy nhất, mỗi ngày tôi đưa bà 10.000 đô la cho bà xài, tối trước khi bà ngủ tôi nấu nước ấm cho bà ngâm chích, tôi lao chân khô rồi tôi mới để cho bà đi ngủ, và tôi để cho phòng một cái chuông hay nào cần thì kêu tôi, mà mỗi ngày tôi đưa bà 10.000 đô la để bà xài, nấu nướng giặt giũ tôi làm hết suốt 10 năm. Tới năm thứ 11 tôi không như vậy nữa, tôi không có chồng nghèo hết, tôi chỉ im lặng, tôi xem qua tôi lo cho các bà ngồi sau lưng đó. Thì theo quý vị các bà này mà có tiếp tục thương nữa không? Không nói đàng hoàng thì đừng có ngại. Giận, đúng, nó giận. 10 năm qua là coi như zero, tin tôi đi, đừng có, tôi ghét nhất là nó dốc. Tại sao phải sợ, nó thiệt như vậy đó. 10 năm tôi hầu bà còn hơn má tôi nữa. Và đến năm thứ 11 tôi chỉ qua các bà ngồi sau lưng đó. Mà tôi nói trước nha, trước khi chuyển tôi không có gây gỗ, tôi chỉ lặng lẽ thôi. Tôi chỉ lặng lẽ, tôi nói cô ơi con đi nhưng cô rồi cái tôi đi, chắc tháng này con không có về, rồi con qua con lo cho cô kia. Bây giờ cái gì mới tin tri ân là khó. 10 năm như bát nước đầy, mỗi ngày 10.000 đô la, nấu tất cả những gì bạn muốn, tối nào cũng ngâm chân thuốc bạc hết, lao cho cô quạt nồng ấm lạnh, để cái chuông cần kêu nha cô. 10 năm, 10 năm chưa mặc mà quần đã cũ sao được. Ghét tôi mà ghét luôn cái bà đó luôn, mà không nhìn mặt nữa. Bây giờ mấy cô mới hiểu tại sao mà Phật nói là cái người tri ân nó hiếm. Chỉ cần phạm một cái lỗi nhỏ thôi xù, phạm một lỗi nhỏ xù. 10 năm nó phải ít cái gì, nhiều lắm. 10 năm nhiều lắm, 10 năm dài lắm, hầu mỗi ngày mà cơm bưng nước rót, 10 năm như vậy. 10 năm đó tôi không có đi du lịch, tôi không có đi đâu hết, toàn bộ thời gian dành hết cho bạn full time luôn, tất cả cuộc vui trần thế tôi bỏ lại, tôi về tập trung nói cho bạn 10 năm. Tới năm thứ 10 tôi lễ phép chào á, con đi nha cô, con qua con lo cho cô kia xong. Khó vô cùng. Mà hạng thứ hai nó đã hiếm thì làm gì có hạng thứ ba. Ví dụ như quý vị có thể trong đây có nhiều người lặng lẽ không có nói, nhưng mà nghĩ là tôi không đồng ý đâu, nên tôi lâu lâu tôi cũng cho tiền này không lát gì cho đó, cái đó không có kể, cho là quên mất tiêu mà kể nha. Đi một vòng để cho các vị thấy tại sao mà mình phải chia thế giới ra từng phần. Như hồi nãy tôi nói, cái Phật này dạy rằng là có lúc thế giới này chia ra từng phần thì như là thiện ác, rồi cảm giác, rồi lối đi. Nhưng mà tới cái tôi sắp nói là mới ngán này. Ngài nói rằng toàn bộ thế giới này chỉ là những cái đã có, đang có và chưa có hết. Chỉ thiền họ đắt thêm đặng. Nghe kỹ nè, thế giới này đó, khi cần phân tích chỉ còn là có ba cái thôi: những gì đã có, đang có và chưa có. Những cái đã có thì không còn nữa, những cái đang có thì vừa mất đi, vừa mất chứ không phải đang mất mà vừa mất, và những cái sẽ có thì nó chưa có. Khi mà hành giả thấy như vậy thì mới buông được cái lòng mà tham chấp. Tôi nói lại lần nữa, hiểu không? Toàn bộ thế giới này chỉ gồm có ba cái: những cái đã có, đang có và chưa có. Những cái đã có thì không còn nữa, những cái đang có thì vừa mất, và những cái sẽ có thì chưa có. Đọc như là thần chú vậy đó. Nếu ai đủ duyên thì sẽ đắc thánh quả với câu này. Và vô số vị A-la-hán và Đức Phật đã đắc quả bằng cái câu này. Tôi nhắc lại, vô số vị A-la-hán đã đắc đạo bằng cái câu này: những gì đã có thì không còn nữa, những gì đang có
có thì vừa mất đi, những cái sẽ có thì chưa có, mà chưa có thì đồng nghĩa với không có. Có đúng không? Chưa có là không có, đừng chơi sao được. Hiểu không? Như vậy, bây giờ mà con không có hành thiền mà con không có thấy câu này nó hay, nhưng mà hành thiền mà con mới thấy. Khi mà ta phát hiện rằng ta đang bực mình thì cái tâm phát hiện đó là tâm thiện hay tâm ác? Nghe, khi mà tôi phát hiện rằng tôi vừa có tâm ác thì cái tâm phát hiện đó là thiện nghe. Tâm thiện của quá vậy, A-la-hán không, A-la-hán mới không thiện ác, cái đó mới tâm thiện. Rồi. Mà khi mà trong kinh nói rõ không bao giờ cùng một lúc hai tâm có mặt đồng thời. Có cái này thì cái kia là mắt đúng không? Vậy khi tôi biết rằng tâm tham đang có mặt thì là tôi nói sai đúng không? Mà phải là tâm tham vừa biến mất, để nó nhường chỗ cho cái tâm biết cái tâm tham đó, hiểu không ta? Vì tuổi đó không thể là cùng lúc có mặt hai cái một đồng thời hết, phải không? Cho nên nó là khi mình biết rằng tâm tham đang có mặt, thật ra là mình đã biết là tâm tham nó vừa biến mất. Cho nên đó, khi mình học A Tỳ Đàm, không học giáo lý thì mình không có biết rằng cái thân này của mình nó vô ngã vô thường đến cái mức độ nào kinh khủng, chớp tắt. Mình vừa nhận diện được nó thì nó không còn nữa, mà nhờ cái là mình vô minh cho nên mình thấy nó đẹp. Cái may mắn là mình u mê đó cho nên mình thấy đời nó đẹp. Một vị thánh tại sao họ không thiết tha sống nữa là bởi vì họ không có gì mà họ thích, nhưng mà họ không có làm chuyện tự sát. Cái hôm qua tôi còn nhớ cái bài giảng qua tôi nói bốn hạng nghe pháp không? Hạng thứ nhất nghe rồi trớt quên, coi như không nghe. Hạng thứ hai nghe rồi treo toàn ten đó, lâu lâu đụng diện móc ra xài cái xong mén trở lại, có không ta? Có nghe rồi lâu lâu đi đám ma nó bắt đầu cái suy niệm, đúng là đời vô thường, nhưng mà vừa niệm xong là bóc bạn ơi bên ai galeria nó bị trùng trầm ấp, ok luôn. Có hiểu không? Cái hạng đó là nghe về mán lên tường, lâu lâu đụng diện kéo xuống xài xong móc trở lại. Hạng thứ ba là học đạo, hành đạo và bị đốt nóng bởi những thứ mình đã học. Có nghĩa là tu thì chuyên tâm lắm nhưng mà làm khổ mình, khổ người. Tôi nói qua có nhiều người họ ăn chay mà mình nhìn mình khó chịu, có nhiều người họ bác quan mà mình khó chịu, tới đám đông vậy nè. Nó đang học thì tự nhiên cái móc đồ ngộ đó, coi. Bây giờ phải chạy ra em ăn liền, bây giờ còn trễ giờ. Mình khi nguyên đám ăn bác quan hết á, hiểu không? Thì gia chủ cũng chuẩn bị, cũng có cái trễ, thì bà chủ bà ai đó kêu bà chờ khoan dọn để họ đem cái gì tới đó, thì thêm nó cũng siêu cũng giảng, thì người ta cũng quên đó. Vậy mà tự nhiên đây còn dám đông mất ngộ đâu, cho nên chị đem xuống em ăn liền sẽ trễ giờ. Mà như vậy là coi như mấy đám xung quanh không có tu hành, chắc chắn cái đám trời ơi không à, diễn dưỡng giới của nó cái kỳ quá, hiểu không? Hiểu chưa? Nhiều lắm, nó rất là nhiều chủ tu mà nhìn thấy ghét lắm. Thì tu như vậy là đốt nóng mình mà đốt nóng người. Rồi cái hạng thứ tư là còn nhớ không? Tức là học đạo, hành đạo và biến nó thành suối nguồn an lạc cho mình và cho người khác. Mình tu sao mà bản thân mình càng tu mình càng an lạc, và trong mắt mọi người đó là họ gặp mình họ muốn gần lắm, very friendly. Cái đó mới đúng là người tu. Và nếu mà cái vị hiểu tu có nghĩa là đóng khung là khắc kỹ, chắc là vị A-la-hán chẳng ai gần nổi đâu. Cái là trí huệ đạo hạnh càng cao như cỡ ngày sau là phát là chắc là ở mình luôn, mà không, trong kinh đến ngày sau là phát là cực kỳ dễ gần, cực kỳ dễ thương, dễ mệt, cực kỳ, phải nói là cực kỳ chứ không phải dễ thương, mình nói cực kỳ nữa. Đến một lúc rồi nó trở nên ta dễ thương, ta dễ thương nhưng là ta không biết gì nữa. Đến ngày cách cho danh hát, ngày cao chuyên viên, ngày mới nói là trí nhiều làm như ngu, sức nhiều làm như yếu, có mắt làm như mù, có tai làm như điếc. Nói mà nổi da gà rất là độc, nó trí mà thượng thừa nó như ngu vậy đó, khờ khờ đó. Mà có mắt làm như mù có nghĩa là không có dòm ngó ai mặc dù chỉ gì cũng biết, có tai nhưng không nghe chuyện tầm bậy của đời mặc dù chỉ gì cũng nghe được, nhưng mà không có sức làm như yếu, nghĩa là không có cạnh tranh đấu đá với đời. Có mắt làm như mù, có tai làm như điếc, có trí làm như ngu, có sức làm như liệt. Đó là cái pháp tu thượng thừa đó. Mà còn mình thì mình có ba mớ là bắt đầu thấy ghét rồi, muốn đút tòa sen rồi,
tôi kể hoài mấy cái người mà tôi gặp trên đường tôi để về học đó, là họ gặp tôi họ giữa đám đông, đặc biệt một mình họ với tôi, họ không bao giờ họ hỏi đạo, luôn luôn hỏi trước đám đông, đặc biệt đó. Học cho người từng hỏi cho chẳng biết là họ đã tới cái cảnh giới đó rồi, mà có nhiều bữa họ phải hỏi và họ bắt tôi nghe chuyện. À, con nghe sư về cũng qua nghĩ cũng tới hỏi sư một hai chuyện, thắc mắc từ lâu cái câu hỏi đi cô, cái dạ con sau này sao không có biết giận ai nói vậy, con cũng biết thương người ta quá à. Mà bố thí không có tiếc nha sư, có nhiều món hết vậy đó, còn người thiền thì có như ba tiếng không biết mỏi, không biết đó là sao. Thì tôi nói cái đó là bây giờ mua xi măng về đúc tòa ngồi chứ đâu có thắc mắc gì nữa, nó nổ chứ trước gọi là pháo đấy không, nên bây giờ nó nổ tôi nói can không kịp. Thì tu như vậy nó làm khổ người ta quá đi, mình tu là phải làm cho người ta thấy dễ gần, mình tu làm sao mà người ta, tôi nói hoài có nhiều người sống lâu thành đồ cũ, không có người sống lâu thành đồ cổ, cái đồ cổ nó càng lâu nó càng quý, còn có nhiều người họ có nhiều người sống lâu gara sale mà tao còn không muốn lấy nữa, mà có nhiều món là chỉ ra tới gia sale gara sale, mà có nhiều món là phải museum, phải là antique shop. Có nhiều người tu càng lâu sống càng lâu với nghề hữu giác là antique shop, là museum. Mà có nhiều người sống lâu vậy là giữ gara sale, mà nó đi ngang nó đá lên đá xuống xóm Mỹ Đen nó còn thèm lấy nó sức mẻ rồi mày ra. Cho nên là sống lâu để thành đồ cổ, sống lâu thành đồ cũ, hai cái khác nhau. Và tôi nói hoài đó là có những người cái sống đời sống của họ chỉ là sự góp mặt chứ không phải là đóng góp, và từ đó có những cái chết nó chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát, hiểu không? Có những cái chết nó chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho đời. Và lý do tại sao là bởi vì lúc họ sống họ chỉ là sự góp mặt, chỉ là góp phần chen lấn thôi chứ không phải là sự đóng góp. Sống phải là đóng góp thì chết nó mới là sự mất mát. Và người được như vậy đó, thì sống càng lâu mới là đồ cổ, còn không được như vậy càng lâu thành đồ cũ. À, rồi bây giờ tôi quay trở lại tại sao mà thế giới này Đức Phật phân thành có ba thứ, đó là đã, mất, đang, đã có, đang có và sẽ có. Khi ngài phân như vậy mình tùy cái duyên, có nhiều người đó là họ nghe ngài nói rằng thế giới này chỉ có thiện ác ấy, và không thiện ác là họ tâm đắc. Nhưng có người họ nghe và họ thích, mà họ thích ngài nói rằng thế giới này chỉ là các cảm giác dễ chịu, khó chịu và lưng lửng, hiểu không? Rồi có người họ đã thích nghe người nói rằng thế giới này gồm chỉ gồm có ba hướng đi thôi, đi lên đi xuống và đi ra. Rồi có người thì họ nghe Đức Phật ngài giảng rằng thế giới này nó chỉ gồm có những gì đã có, đang có và rồi có lúc người nói thế giới này nó chỉ là phiền não, quả có phiền não hoặc là cảnh có phiền não. Có nghĩa là nghe ngài nói rồi mình không còn thấy cái gì cao siêu hết. Thế nào là phiền não, rồi quả có phiền não và cảnh có phiền não, phải hiểu không? Cái thân xác của vị A-la-hán là do tham ái vô minh từ trước mà có, đúng không ta? Do có vô minh mới có đồng thai chứ. Vậy thì thân xác vị A-la-hán là do vô minh tham ái từ trước mà có. Vậy cái thân xác ngài là quả phiền não, đúng không? Đúng không? Nhưng mà bản thân ngài bây giờ còn phiền não không? Thấy chưa? Còn mình thì sao? Mình thì cái thân xác của mình là quả phiền não, đúng không? Nhưng mà mình có đang sống cái phiền não không? Có nghĩa là mình đang sống, bản thân mình là đang sống trong bụi cỏ gai và mình lại tiếp tục trồng thêm cỏ gai để kiếm sao chung vào bụi cỏ gai sống với gai, hiểu không? Còn ngài thì cái thân xác ngài đúng là do cái quả phiền não đời trước, nhưng mà bây giờ ngài không có tạo ra cái nhân mới nữa. Cho nên nếu mà ngài có nhiều lúc ngài cần thì đó, cả thế giới này gom gọn chỉ có ba thứ thôi: nhân phiền não, quả phiền não và cảnh phiền não. Cảnh phiền não là cái gì? Tất cả những gì mình thấy trên đời này, chỉ cần mà mình thấy nó bằng tham sân si thì nó lập tức là cảnh phiền não, đúng không ta? Như vậy thì cũng cái đó hoa này mà trong mắt vị A-la-hán nó có phải là cảnh phiền não không? Tôi nói chậm lại, một cái hoa thiệt là đẹp hoặc là một mỹ nữ, một giai nhân mà trước mắt vị A-la-hán nó có phải là cảnh phiền não không? Các ngài nhìn cái đó các ngài có suy nghĩ không? Còn mình thì sao? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Gọi là mình nghe một cái tiếng chửi đối với mình đó, là nó làm cho mình điên lên, nhưng đối với A-la-hán thì mình được.
cái kẻ vô. Cho nên cả thế giới này chỉ gồm có ba thứ: nhân phiền não, quả phiền não và cảnh phiền não. Không có cái gì nằm ngoài ba cái này hết, đúng không ta? Vậy tôi hỏi cái ly này có thể là cảnh phiền não không? Nhưng mà có thể không? Có nghĩa là tôi nhìn nó mà tôi thích thì đó là cảnh của tâm tham. Mà nếu tôi nhìn nó tôi bực mình, nó là cảnh của tâm sân, đúng không? Còn tâm si thì hễ ở đâu có tham, ở đâu có sân thì đâu có si, đúng không ta? Bây giờ hiểu chưa? Đó. Cho nên thế giới này nó chỉ có ba thứ: một là nhân phiền não, hai là quả phiền não và là cảnh phiền não. Nhân phiền não là ba cái tham sân si đó, đó là nhân phiền não. Còn cái quả phiền não là những cái gì mà được phiền não tạo ra, gồm có thân xác này. Còn cảnh phiền não là tất cả những gì quý vị thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì đó được gọi là cảnh phiền não. Có hiểu không? Có lúc này phân tích thế giới khoảng ba thứ mà phân tích gì có thiếu không? Có thiếu không? Không có sót gì đâu không? Vậy mặt trời nó có là cảnh phiền não không? Được không? Tôi có thể nhìn mặt trời bằng cảnh phiền não được không? Đó, mặt trời có quên điều lạnh rồi mà. Tâm nó sẽ phiền não. Hiểu chưa? Như vậy thì cả thế giới này có nhiều cách phân tích phải không? Có nhiều cách phân tích. Mà tại sao phải phân tích như vậy? Là bởi vì có thằng Tèo nó thích cách phân tích A mà nó không thích cái B. Chẳng hạn như các vị hỏi tôi vậy chứ mấy cái phân tích nó sẽ hợp như thế nào thì tôi nói rằng tùy lúc. Tại vì có lúc tôi rất là thích nhìn thế giới này qua ba hướng đi luôn. Đi ra, đi lên, đi xuống, đi ra, thích vậy không? Nhưng có lúc tôi lại muốn phân tích thế giới này qua cái hướng cảm giác dễ chịu, khó chịu và lưng lưng. Tôi thấy là cả đời tôi 50 năm qua tôi chỉ làm có một hai việc rồi. Giải quyết cái thích là giải quyết cái ghét thôi. Đúng không? Đời cô có vậy không? Có phải mấy chục năm qua cô giải quyết hai gì đó đúng không? Giải quyết cái thích và giải quyết cái ghét. Giải quyết cái dễ chịu, đi tìm cái dễ chịu, đi tìm rồi giải quyết cái, đi trốn cái khó chịu. Có cái mái nhà này mình gọi nó là mái ấm, là tủ yên ương tùm lum tà la, thành ra nó chỉ giải quyết cái chuyện khó chịu và dễ chịu thôi. Mình không muốn ở nhà mướt, mình không muốn apartment, mình không muốn ở townhouse, mình không muốn ở cái condo, đúng không? Thế là mình mua nhà này. Mình không muốn ở nông thôn nên mình ở đây. Mình không muốn ở phố cho nên mình ở đây. Mình thích ở gần hồ cho nên mình ở đây. Cho nên đó là những lý do mà để mình về đây, đúng không? Cho nên là toàn bộ thế giới này nó chỉ có đi lên, đi xuống và đi ra. Thì mỗi ngày tự mình coi mình sống ở trong cái cảnh giới nào. Rồi mình đã học về ba thế giới phần và cảm thọ, đúng không? Rồi thế giới phần và cảnh hướng đi, tức là đi lên, đi xuống và đi ra. Rồi tiếp theo, thế giới này chỉ là những ngọn lửa thôi. Tao mới chưa học rồi giờ phải nhắc lại, thế giới này chỉ là những ngọn lửa thôi. Đó là lửa, đó là lửa thiện và lửa ác. Lửa thiện thì nó có cái chức năng là đốt cái ác, mà lửa ác thì có chức năng là đốt cái thiện. Đó là nói về nhân. Còn quả thì sao? Cái nhân lành nó đốt cái quả xấu, mà nhân xấu nó đốt cái quả lành. Thì hiểu đốt không? Đốt là xóa sổ, là delete. Nghe kịp không? À, rồi. Thì thế giới này mình đang sống với những ngọn lửa, đúng không ta? Khi có một lòng lành, có một cái thiện niệm xuất hiện thì ta đang đốt đi những cái ác niệm. Mà khi có một cái ác niệm xuất hiện trong lòng, một cái good thinking nó có mặt thì nó sẽ là bỏ đi cái bad thinking. Chỉ vậy đơn giản vậy thôi nha. Thì khi có một cái thiện niệm có mặt trong lòng mình thì coi như mình đang xóa sổ cái ác niệm. Khi ta đang có một cái ác niệm thì ta đang xóa sổ cái thiện niệm. Rất là đơn giản. Và rõ ràng trong từng ngày chúng ta đang sống ở những ngọn lửa. Theo khoa học họ cũng nhìn nhận rằng đời sống sinh lý của mình chính là mình đang tiêu thụ năng lượng, đúng không ta? Mình đang đốt cái mấy calo, đúng không? Hả? Vậy ta đang sống với những ngọn lửa, đúng không? Trong thân xác rõ ràng ta đang sống với lửa. Yeah. Rồi trong tâm hồn cũng vậy. Để mà thiện có mặt thì đốt cái ác, mà cái ác có mặt thì đốt cái thiện. À, thì như vậy lửa đây ngày dạy là mình gọi là thiền đó. Cái chữ đạo, cái người không biết đạo thì nghe chữ thiện tưởng là đạo đức. Còn nghe chữ thiện thì tưởng là người cao siêu, là ngồi xếp bằng lên diêm. Mà chữ thiện thì là đốt. Dạ, yeah, chữ thiền đó là trong tiếng Hán không biết chữ thiền. Nhưng thật ra trước khi Phật giáo, nghe cho chậm này,
Trước khi Phật giáo đi vào Trung Quốc thì người Trung Quốc nghe chữ thiền họ hiểu có hai nghĩa thôi. Một là người con gái đẹp gọi là thiền, hai là con ve sầu người gọi là thiền. Đến khi Phật giáo đi vào Trung Quốc thì họ đọc cái chữ cha ná đó, họ đọc thành ra là chữ thiền theo cái âm của họ, nên họ cũng lấy cái chữ thiền đó họ viết thành là chữ cha ná, họ lấy được, hiểu không? Đó, cho nên người Tàu mà không biết Phật pháp, không nghe, không học, đã đành là không nghe, không biết gì hết thì họ chữ thiền, họ nói họ nó chỉ nghĩa là một là con gái đẹp, hai là con ve sầu thôi. À, chữ thiền đây nó là tiếng âm. À, tôi hỏi các vị có nghe chữ hoa thịnh đốn không? Bây giờ các vị muốn, các vị đem tra từ điển hoa là gì, thịnh là gì, đốn là gì đó. Nó có nghĩa, nó có giải thích được cái chữ Washington không? Why? Tại sao? Hả? Đúng vậy, tôi tra từng chữ là hoa là gì, thịnh là gì, đốn là gì thì tôi có hiểu được chữ Washington đâu. Thì ở đây chữ thiền cũng vậy, thằng Tàu nó chổng mong nó tra chữ thiền tới Tết rồi không thấy cái chữ thiền là cái gì nữa, vì chữ đó chữ âm. Chữ cha ná nó từ chữ thiền ở tuổi Tàu á, Tàu bây giờ nó là cham cham, mà phiên âm ở tiếng Việt nó là chữ thiền. Nó dạ, ví dụ như chữ cái chữ xá lợi phất, cái chỗ âm là xá lị phất, hoặc là niết bàn, cái chỗ đọc là nê hoàng. Rồi chữ bát nhã, cái chỗ đọc là ban nhược. À, mình phải biết cái đó. Hoặc chưa kể những cái diện mà cắt cớ, ví dụ như kỳ quý thì như là chu châu thiền thành, rồi tùng tòng trường tràng duyên giang vũ võ. Có biết cái đó không ta? Ok, thì toàn bộ đời sống của mình mỗi ngày là mình chỉ sống với cái chữ thiền. Có điều thiền là thiền thiện hay thiền ác, bây giờ cái nó thiền tưởng thiện không phải không, nhưng mà không, thiện hay thiền ở đây nó nghĩa là lửa, mà đã nói lửa thì có hai, lửa thiện hoặc là lửa bất thiện. Thì tham mái cũng là lửa, sân hận là lửa, từ bi trí tuệ cũng là lửa. Nhưng các vị nhớ lửa nó có những cái chức năng khác nhau, lửa sưởi ấm, lửa nấu nướng, lửa sôi sáng và lửa bình ổn, lửa đốt cháy, hiểu không ta? Lửa thiêu quỷ nó khác. Mà lửa mặc dù tất cả là lửa hết, nhưng mà nó được dùng trong cái trường hợp nào thì lửa mà để sôi sáng là lửa lạnh, đúng không? Lửa nấu nướng, lửa sưởi ấm là ok, nhưng mà cái lửa mà lửa làm cho mình bị bỏng, lửa mà làm cho tan nhà nát cửa thì ở đây cũng vậy, gọi là lửa hết, nhưng mà một cái đó là nó đốt đi cái cần đốt, còn có những cái nó đốt đi cái phải giữ lại, nó đem đốt luôn, hiểu không? Rồi mượn cái này đó thì tôi nói luôn một cái này, tôi sợ bà, tôi mong bà con hiểu, nhưng mà chỉ sợ là bà con không được thì ổn thôi, để người muôn phương nghe vậy nha. Người tu cần đến những ngọn lửa để chi? Thứ nhất, nhờ có lửa người tu được ấm, nhờ có lửa người tu mới có thức ăn, thức ăn trong trường pháp. Nhờ có lửa bà con mới được soi sáng, soi sáng sự ấm là thức ăn, đúng không? Đó, đúng. Nhờ có lửa bà con mới thiêu quỷ được, mới bỏ đi đốt được rác, đốt được những cái không cần giữ lại, đúng không? Nghe hiểu không? Người tu buổi đầu á là cần lửa để chi? Để soi sáng, để sưởi ấm, để nấu thức ăn ha. Nhưng mà tu thêm rồi để chi nữa? Để đốt đi những cái không cần thiết. Nhưng mà cuối cùng người tu cần lửa để chi? Để đốt sạch, không còn sạch và dơ nữa. Tôi nghĩ là giải thoát, hiểu không? Cho nên có nghe cái giới định tuệ không? Giới thì hiểu được không? Giới có nghĩa là đời sống đạo hạnh của thân và khẩu, tôi gọi là giới. Còn định là gì? Định là nhờ vào cái sức tập trung để mà đối phó phiền não một cách tạm thời. Mà tuệ là gì? Tuệ là dùng cái sức mạnh của định để mà phát triển niệm và tuệ, tu tứ niệm xứ, cắt đứt phiền não. Thì như vậy rằng ở giai đoạn định học á, thì định nó thì cái lửa của định á, ở giai đoạn định học, có hiểu chứ giai đoạn không? Tam học là tôi nói không có từ giấy thì khó. Tam học là giới định tuệ. Thì giai đoạn định đó, ở giai đoạn định đó, thì cái định đó đây đó là lửa sôi sáng, không? Lửa nấu nướng, lửa sưởi ấm.
Nhưng mà lên tới cái tuệ đó nó cũng là lửa, nhưng mà lửa nó đốt sạch. Nó kịp không? Bởi vì hãy còn có cái căn nhà đó thì nó còn có vấn đề. Tôi biết có nhiều người đó, khi mà họ có một chuyện buồn đó, họ đốt bỏ cái nhà đó, họ đi luôn, họ chỉ để làm trơ cái nền đất thôi, cái chuyện đó. Như Trang Tử mà lúc bị vợ ngoại tình nó đốt nhà cũng đi, cái chuyện đó. Đại ca. Nhiều lắm đại ca, là có nhiều khi mình muốn xóa sạch một cái gì đó là chỉ có đốt. Đốt bỏ. Ông đó, vợ chết rồi mới phát hiện ra là vợ ngoại tình. Thì khi mà vợ mất thì ông đi thiêu một số đồ mà bà muốn thiêu cùng, còn cái nào mà bà không có trói thì ông giữ lại làm kỷ niệm. Ông giữ luôn cả những sợi tóc mà bà làm rớt trên gối phòng thương đó. Mà khi mà ông lục được quyển nhật ký của bà biết vợ ngoại tình thì ông đốt, không còn sót một cái nào, rồi ông bán nhà luôn. Hiểu chưa? Sao nó không hiểu? Thì người tu cũng vậy, người tu làm đốt từng giai đoạn. Người tu là đốt từng giai đoạn. Vợ chết phải đem xác vợ thiêu, đúng không ta? Nhưng mà phải giữ lại kỷ niệm. Nhưng khi biết rằng là bả ngoại tình thì ông đốt luôn tất cả những gì liên quan tới bả. Hiểu không ta? Rồi, ở đây cũng vậy. Mình mới tu thì mình chỉ bỏ đi cái gì là không cần thiết. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó là mình đốt luôn tất cả mọi thứ, vì mọi thứ thật sự đều không cần thiết. Nếu hữu duyên thì mình đã đắc được câu này rồi. Hiểu không? Mới tu á thì là mình chỉ đốt đi cái không cần thiết. Nhưng mà tu rốt ráo thì sẽ đốt hết mọi thứ, vì mọi thứ thật sự đều không cần thiết. Hiểu hả? Tức là hồi đầu á là vợ chết, ổng cái cần đốt là cái gì, là cái xác bà thôi, nghe kịp không? Rồi sau đó ổng về ổng đốt, ổng quỷ luôn những cái mà không thể để lâu, thế như ví dụ như cái bình hoa mà bà chân lần cuối trước khi bà nhập viện á, nó để lâu nó bỏ, ổng vẫn còn giữ lại những cái bút tích, những cái này nữ trang các bạn. Nhưng mà khi mà bà ổng phát hiện ra bà là ngoại tình rồi thì ổng đốt sạch mọi thứ và ổng bán cái nhà đó luôn. Thì người tu hành phải y chang như vậy. Buổi đầu thì mình lấn át hành thiện, làm được công đức mừng lắm, nghe nó đâu có cúng dường, ở đâu có phục vụ, là mình nhào tới mình mê lắm. Nhưng mà sẽ có một ngày khi tu tập tuệ quán rồi mình chỉ mong chấm dứt sanh tử, không còn mong là kiếp sau sanh ra giàu đẹp rồi có nhà giàu làm cần nữa, hiểu không? Mình chỉ mong chấm dứt sanh tử nữa, không còn cầu quả nhân thiên nữa. Thấy chưa? Có nghe trong kinh nói cái này mới khiếp nữa. Khi mình nhận ra những thứ mình có nó chỉ là một cái gì phụ bạc thì mình không giữ được nữa. Chữ phụ bạc Atichari rất vẻ. Khi mình nhận ra mọi thứ nó chỉ là phụ bạc, tức là cái tấm thân mình nó đi ngoại tình mà mình biết. Có hiểu chứ ngoại tình không? Ngoại tình là cái gì? Nó lén nó bệnh, khổ quá. Nó lén nó bệnh. Cái đó là ngoại tình không? Mình lo cho đủ thứ, mình tập thể dục, rồi mình ăn uống, đai ép, mình làm tùm lum, mà nó có lén bệnh không? Nó có lén già không? Đó là ngoại tình đó. Mình đi mình công sống mình làm cho nó, bây giờ đi nó ngủ hết cái shop này luôn, cái việc nghỉ có phải ngoại tình không? Không theo ý mình. Hả? Không theo ý. Yeah. Có nghĩa là khói bếp ga, rồi khói nướng thịt, rồi khói xe, nó cứ lén lén nó nạp vô để gì để mình ung thư chơi, để mà đôi khi mình làm đủ chuyện để mình hầu nó, hiểu không? Thì đó gọi là ngoại tình, được chưa hết? Nhà cửa xe cộ nó có phải ngoại tình không? Nó có lén mà nó hư không? Tất cả những thứ mình có nó đều lén lúc nó phạt bội mình hết. Bây giờ nếu không có thì làm sao có một ngày mà mình mất sạch. Ở đây có một người, đúng là tôi mượn chuyện người đó, nhưng mà thôi tôi mượn người đó, tôi nói tôi không nói tên. Một thời người đó cái gì cũng có, rồi bây giờ cuối cùng người đó lại chấp nhận một cái đời sống không có gì hết. Cái đó có phải là do ngoại tình không? Tức là những thứ mình có đấy, hiểu không? Cái ngoại tình ở đây có nghĩa là những thứ mình có nó đang từng phút nó lìa bỏ mình. Cái nhan sắc của mình nó có phải từng phút nó bỏ mình không? Sức khỏe, nhan sắc, rồi tình cảm, giao tiếp trong xã hội nó phải từng phút không? Các vị có tin là những tình bạn đó, từng ngày nó đang bị mòn hao có không? Một là nó mòn hao bằng cách là nó xa, nó không thích mình nữa. Hai là nó quen người mới. Ba nữa là nó dắt nhau, nó chết giận. Chết từ từ hết. Tôi đi mất 20 năm mà tôi về hết tỉnh thì chết nhiều quá. Năm nay mới sắp nguyên đáng mà chùa mình đi hết 6 mạng. Chết. Như kỳ trước tôi khóa trước, tôi dạy nhà của Tâm My mới khóa rồi thì ông Trang Như Tấn còn. Tôi mới về bay về Tham Ba được có hai hôm, ông mất
tôi tính đi thăm chưa kịp đi thăm mà vẫn vỡ vậy. Bây giờ tôi còn sợ khóa sau nè, mấy cô ba ấy bắt ba còn không nè, nói nữa nó lén rồi ông nghe ông teo. Bảo 86 ổng 90 mấy rồi. Hả? À, ổng 90 mấy bảo 86 rồi mà cứ khóa này về chứ có sao. Mà đó có phải là phản bội không? Hiểu chứ phản bội không? Có nghĩa là tình bạn hai bác rất là thương, tôi thương như con vậy đó. Là tình bạn giao tế rồi sức khỏe rồi nhan sắc rồi quyền lực, tất cả mọi thứ nó đang lặng lẽ nó ở sau lưng mình, nó chọt nó lìa bỏ mình mà mình cứ trông mong lo cho nó. Tất cả đều là ngoại tình, cho nên tu hành là buổi đầu là mình đốt lửa để mình bỏ đi cái không cần, sau cùng là mình đốt sạch vì không có cái gì cần. Hễ nó còn có là còn có vấn đề. Trong kinh nó có câu này rất là hay, còn có hiện hữu là còn có vấn đề, vì mọi hiện hữu nó chỉ tồn tại trên những vấn đề. Có hiểu không? Còn hiện hữu là còn tồn tại vấn đề, và là bởi vì mọi thứ nó chỉ tồn tại trên vấn đề. Ví dụ như tại sao mình có cái xác này là bởi vì là trước đây có một cặp nam nữ họ yêu nhau, họ gần nhau, nó có mình, đúng không? Rồi cái cặp nó bây giờ già chết ngắt rồi, đúng không? Vì cái thân này nó được tạo ra đời, cái thân này nó phải tồn tại bằng ăn, bằng uống, đúng không? Bằng áo quần, bằng cái sự chăm sóc, nhiệt độ thích hợp, đúng không? Mà bây giờ chỉ cần những cái này nó bị trục trặc thì coi như là cái thân này nó nằm xuống vĩnh viễn, đúng không? Cho nên bây giờ cái thân này nó phải là nó đang luôn luôn tồn tại trên những vấn đề, không? Hả? Không có cái thứ gì trên đời này không tồn tại trên những vấn đề. Chiếc xe tại sao nó đang chạy trên đường nữa là bởi vì nó cần đến xăng, nó cần đến một cái bộ máy hoàn hảo, hoàn chỉnh, đúng không? Quý vị nói với tôi, quý vị nói trên đời này là ước gì mình đựng như làn gió, không có lệ thuộc gì hết. Nhưng tôi hỏi quý vị, gió nó có bị lừa lệ thuộc không? Có phải chỗ nào cũng có gió phải không? Có không? Hay là cái chỗ có chỗ không? Hả? Tại sao trong đây hỏi trong đây không có gió? Để tôi ra ngoài sân gió quá chừng, tại sao trong đây không có gió? Nó bị che. Rồi mình nói nắng, mình nghĩ nắng với gió là thông thải, không bị ràng buộc, nhưng đâu phải. Đâu phải chỗ nào cũng có nắng. Các bạn nghe kịp không? Đó là tôi lựa hai cái nhẹ nhất trong cuộc đời này, nắng và gió là hai cái nhẹ nhất á. Rồi kể cả oxy nữa, mà tưởng oxy là nhẹ, nhà oxy đâu phải chỗ nào cũng có, đúng không? Không tin dạy đâu, lấy cái UV trùm kính là có không? Không, đừng có rắc rối tốn tiền, bây giờ vô lấy cái UV trùm kính này, cần có oxy đâu không? Hiểu chưa? Cho nên thế giới này nó luôn luôn có vấn đề, vì nó chỉ có một cách duy nhất để tồn tại, đó là song hành với các vấn đề. Nghe kiểu không? Tôi nhắc lại, thế giới này luôn luôn có vấn đề vì nó phải tồn tại bằng cách song hành parallel với các vấn đề, các problem. Tại sao mình phải tu tập tuệ quán? Tại sao phải tu tập tới niệm xứ? Là bởi vì anh không có sống chánh niệm thì anh không có thấy cái điều mà nãy giờ tôi nói. Những điều tôi nói nãy giờ đó là anh nhiều lắm là một năm tôi về tôi giảng một lần, anh nghe anh gật gù tôi đi rồi anh quên sạch. Nhưng mà nhờ anh sống chánh niệm anh sẽ từng ngày từng giờ anh thấy cái điều mà tôi nói. Anh sẽ thấy là điều tôi nói. Tại sao thế giới này là song hành, làm parallel với những problem? Tại sao anh sống chánh niệm thấy đã đủ cái chuyện đó. Nó đi một hồi cái nó mỏi, nó muốn ngồi. Nó ngồi một hồi cái nó muốn nằm. Nó nằm ra cái nó muốn đi, nó đi ra cái nó nói đói bụng. Nó đi một hồi nó khát nước, mình giọng cho nó một đi, nó nói nó muốn đi toilet. Vì nghĩ có chịu nổi không? Rồi nó đó cho nó ăn xong gì nó cũng đó, nó đang có vấn đề đó, nó đang song hành với vấn đề. Ở nhà mà không có cái tripod đó thì nó đâu có ngã gì được không? Nói trong nhà này có Long Thành một pháp hoặc họ cũng muốn bày tỏ đó. China nữa. Các vị biết thế giới bây giờ đang có problem với China không? Là vì họ làm hàng quá rẻ, cho nên ai cũng xài đồ tàu, mà xài đồ tàu là phải chấp nhận hệ lụy. Mà bây giờ bỏ đồ tàu thì xài đồ của ai bây giờ? Đất nước Thụy Sĩ là một đất nước mà tôi rất là tin cậy về mặt quality, mà hôm nay nó là 70%, 80% hàng hóa mà lưu hành trên đất Thụy Sĩ, 70% là đồ tàu. Tôi nói quỳnh đẹp luôn, đó là vật liệu xây dựng.
gạch đá rồi cái gì là toàn đồ tàu, mấy cái rồi bằng nhựa bằng sắt toàn đồ tàu hết. Lý do là nó rẻ và người ta lý luận thế này, không cần thiết phải tốn $1,000 cho một cái ban công bằng stainless steel chỉ có 1 mét thôi mà phải $1,000 nếu nó làm tại Thụy Sĩ. Mà trong khi đó ở bên nếu mà có nó nhập từ tàu á thì 1,000 nó xuống còn có 300 đồng, nó có gì là nó loạn lựa cả nào. Mà cái ban công nó chỉ là cái chỗ mình đứng mình dựa, thế là mình giữ vậy làm cho tới 1,000 mét lấy cái 300. Chính vì ai cũng nghĩ như vậy, cuối cùng là đồ tàu nó đi toàn cầu mà đồ tàu thì nó luôn có vấn đề, nó bùng bùng nó gãy, bùng bùng nó xúc. Đồ tàu là đồ chuồn chuồn, nó như cái chuồn chuồn khi mua nó đậu, khi buồn nó bay. Có cái ông chủ tiệm, chủ tiệm tiệm ăn á, ông cứ kêu họa sĩ tới vẽ cho cái bản hiệu, thì ông hỏi giá cả làm sao, thì cái thằng họa sĩ nó nói có hai giá, ông muốn vẽ hình sư tử thì nó hai giá, sư tử cột thì nó mắc, sư tử thả thì nó rẻ, nó chênh lệch nhau tới ba phần là gấp 3 lần. Ví dụ sư tử cột thì tôi làm khoảng 30 đồng, còn sư tử thả thì chỉ có 10 đồng thôi. Thì ông kia nó thôi sư tử thả đi, thì ông kia nó vẽ sư tử thiệt là đẹp để tiệm ăn sư tử ký gì đó, tiệm mì sư tử ký. Xong rồi qua 2-3 đêm sau ông ngủ dậy trời mưa, ông ra ông thấy tấm bản trống tiêu. Ông mới kêu cái thằng thợ tới thì nó nói rằng đó, sư tử thả là xẻ vẽ bằng sơn Trung Quốc, mưa xuống là sư tử nó đi mất cả. Còn sư tử cọ có là vẽ bằng sơn Mỹ á, thì coi như mưa nó là outdoor painting là coi như không có hư. Ok thì để vô chọn ra do choice not mine. Ok. Sư tử cọ là tôi vẽ bằng sơn Mỹ, ok. À, sơn chống thấm tùm lum có water proof, rồi wear water proof, còn là cái này du chọn sơn tàu, ok, giá rẻ. Thì bây giờ mưa xuống rồi người sư tử nó lạnh nó đi sao mình đâu có nói được. Khiếp như vậy chứ. Trong đời sống rồi tôi nói cái gì mà tôi đi xa quá vậy? Nhiều vấn đề khi mà ta chấp nhận cái rẻ của Trung Quốc thì ta đừng có hỏi vì sao mà nó rẻ à, vì sao mà nó mau hư chứ. Khi mà đã chấp nhận rằng Trung Quốc đã khoái cái rẻ thì anh phải chấp nhận cái vấn đề của rẻ. Mình phải ngược lại, vậy mình cứ nên xài đồ của Anh, Mỹ, Nhật, Đức không? Nó lại có vấn đề nữa, nó quả mắt đi. Cứ 1 mét và 1,000 thì bán bà xã chưa đủ làm cái hàng rào nữa. Nha, không đủ tiền nó mắc gì lắm. Bên Thụy Sĩ là tôi nói các vị nghe đó, nó có bữa đó tình cờ tôi trời mưa mà tuyết nữa, tôi mới cái chỗ đó không bao giờ dám đặt chân, mà bữa đó mưa mà thấy chỗ đó cũng đẹp đẹp mình mới nhảy vô. Cái chỗ đó bán một cái hiệu tôi quên mất rồi, mà hiệu đó rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ, chuyên môn bán ba cái đồ văn phòng. Một cái miếng stainless steel bằng cái ngón tay tôi nó đập dịp dẹp ra như này, nó để lên cái hộp chuyện là sang, nó để là leather opener $25. Chỉ kiểu mấy tâm thần mới mua cái đó thôi. Một cái miếng stainless steel nó làm đẹp lắm, nó đập dịp dẹp rồi nó hơi vuốt vuốt cái bóng bóng như này, nó để lên cái hộp chuyện là sang, lót nhung tùm lum, mà đồ hiệu giống như Tumi gì của mình vậy đó, đại khái bán $25. Mà tôi đứng từ giờ mà tôi cầm nó khùng dữ vậy trời. Le đồ opener tôi cầm tôi xé không, tôi đâu có cần opener. Nội mà mua cái đồ mà trong câu thơ là cái tên nó đã là tâm thần rồi, tôi nói thẳng là tâm thần. Cái bông thơ mà làm gì mà phải có cái đồ mà đã vậy $25 để mua cái thằng quỷ này về, mà ai mà cho tôi cũng đã thấy ghét rồi. Nó mắc dữ lắm, cái đồ Thụy Sĩ nó mắc dữ lắm. Xong cái này thì cô gặp thì cô sẽ đồng ý là nó mắc, là bởi vì thứ nhất là cái hiệu, cái thương hiệu của nó, thứ hai nó là cái nội mà tiền thuê nhân viên, rồi cái việc cái location của cái tiệm nó nhìn khiếp lắm. Cái location cô vô đó xin lỗi cho nó xỉa răng, nó rẻ nó, mình thấy cũng thấy cái tầm nó đáng giá rồi. đèn rồi xuống cái này nó lót thảm sang trọng, nhân viên lịch sự nhã nhặn lắm, lễ phép lắm, chỉ là cái tâm xài rồi đó mình nhìn thấy nó giá trị rồi, mặc dù đem về biết làm gì. Thì cho nên thế giới này luôn luôn phải gắn liền với những vấn đề vì sao, vì nó chỉ có một cách duy nhất để tồn tại là song hành với cả vấn đề.
anh không thể nào tách nó ra được, anh không thể nào tách nó ra được. Giống như anh cưới một người bị lan men thì anh phải cưới luôn cái phần lan men đó, anh không thể kêu nó để cái lan men nó bên ngoài giáo đường được. Trừ phi là anh phải chữa lành cái lan men đó, chứ nó đang bị lan men thì anh cưới em anh cưới cho bằng hết. Cho nên có nhiều cái bi kịch hôn nhân là vì thương một nốt ruồi mà nó cưới luôn mấy chục ký, còn lại nó khổ một đời. Chỉ vì một nốt ruồi tôi cưới luôn cái phần còn lại. Cho nên nhiều người đàn ông mà nói rằng bị xe 18 bánh cán chết không tức bằng bị cái nốt ruồi nó đè chết. Đời trai đang tung tăng bị cái nốt ruồi, bị một cái răng khả nằm đây rước nó về mà hận 18 năm vẫn còn hận, chỉ vì cái răng khả nằm đúng chỗ quá. Cái vì nó cười có cái lũng cái lỗ đây nè, có cái mã già nằm đây là mình cứ đồng tiền đó. Có cái lỗ hổng ở đây cưới về mới biết là ngoài cái lỗ này ra nó có 100.000 cái lỗ khác phiền hơn nhiều lắm. Mệt rồi. Tôi muốn lần trước về dạy bà con 24 viên, tức là dạy bà con về bộ A Di Đàm số 7, bộ A Di Đàm cuối cùng, thì bắt đầu lớp này tôi lại nghĩ khác. Tôi muốn bằng dắt bà con đi ngược, có nghĩa là đi lại từ đầu của A Di Đàm. Thì cái kỳ rồi là cái đuôi, cái kỳ rồi là cái đầu, tức là kỳ rồi đó là mình học cái cách nấu cơm, kỳ này mình học cái cách gieo mẹ. Học ngược là vậy đó. Thì ngày hôm qua giờ là tôi giới thiệu cho các vị nghe về cái bộ A Di Đàm đầu tiên á. Sáng giờ là tôi đang giới thiệu qua giờ đêm mới biết biết. Tức là khi cần biết thì thế giới này được phân biệt ra thành có ba thứ thôi: thiện ác và không thiện không ác. Khi cần biết thì phân biệt thế giới này qua các cảm xúc dễ chịu và khó chịu. Khi cần thiết phân biệt thế giới này qua các cái ngọn lửa. Thế giới toàn thế giới thì chỉ là những ngọn lửa. Khi thì sống bằng lửa lành, lúc thì sống bằng lửa ác. Khi sống với những ngọn lửa lành thì ta đang thiêu hủy những cái không cần thiết. Khi sống với ngọn lửa ác thì ta đang thiêu hủy những cái cần thiết. Và lý tưởng cao nhất của đạo Phật là đốt sạch thiện ác. Vì sao? Vì hễ còn có mặt là còn phiền. Chính vì quý vị không có cái niềm tin, không, một là biết mơ hồ, hai là từ cái biết mơ hồ nó dẫn đến cái chuyện là niềm tin mơ hồ. Chứ nếu các vị tin chắc, biết chắc rằng cái chuyện mà đêm nay mình chết thì nó là một cái điều có thể đó, là quý vị sẽ thay đổi suy nghĩ rất là nhiều. Điều thứ hai, các vị biết rằng khi mình tắt thở rồi, chỗ nào mình cũng có thể chung xuống hết. Là chính vì cái biết mình nó không có được chắc chắn là cái biết mình được biết vay mượn, gọi là borrow knowledge. Cho nên là trong kinh nói rất rõ cái điểm khác biệt giữa thánh và phàm là gì. Thánh nhân biết rõ điều mình tin nên tin chết bỏ điều mình biết. Còn phàm phu là hiểu không rõ lắm điều mình tin nên không tin lắm điều mình biết. Cho nên đi chùa nghe pháp vậy chứ rốt ráo cái mà mình quan tâm nhiều nhất vẫn là tiền bạc, gia đình, tình cảm, quan hệ xã hội. Biết bao nhiêu người mà không đi dự lớp cuối tuần chỉ vì mắc đi sinh nhật, mắc đi nhà hàng Kim Sơn rồi đó, nghe Nguyễn Hồng Ngạn rồi về là đi. Bởi vì tin là tin vậy thôi, chứ còn vì không có hiểu lắm điều mình tin nên người ta không tin lắm điều mình hiểu. Ở trưa nay người tôi có mấy người quen, họ nói là tôi về dạy học ở nhà này đủ rồi. Họ nói rằng sư về nhà này sư ăn sư dạy đây mà sư cho tụi con làm phước ăn chỗ khác, nghe kiểu không hiểu tôi nói không? Tức là sư về đây là sư dạy học là nhiều lắm rồi, còn tụi con mời sư ăn mỗi một người quen mời ăn một dạ, tại vì sư về đây thời gian có nhiều là sư chia cho người ta, hiểu không? Chứ không nói là ở nhà buồn nữa. Tức là thời gian tôi dành cho anh chị là 100%, tôi chỉ đến với người ta ăn ba xí và tú người ta vui thôi, chứ còn mình ăn luôn ở đây là gần như không nói bà con, nói tôi đi kiếm chỗ khác ngon hơn. Về Houston thì chỗ này phải nói là cộng đồng mình đông, cho nên ở đây có nhiều cái món ngon vật lạ, nhưng mà vật lạ thì nhiều cái món ngon.